sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con bóng đèn LED các bác nhá. Bóng đèn LED con này thì công suất của nó sẽ là 12W các bác nhá. Các bác lên cho em là đèn 3 màu nhá. Con này thì nó sẽ có 3 màu, màu trắng, màu vàng và màu trung tính. Đấy, màu sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính nhá. Lên cho em là đèn 3 đèn 3 màu nhá. Các bác lên cho em là đèn 3 màu. Đây, đấy nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi nhá. Nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi. Các bác hình dung cái ngón tay em này. Đấy, nó nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi và đuôi của nó sẽ là đuôi E27, đuôi xoáy phổ thông. Bật nấc 1 thì nó sẽ là màu sáng trắng này. Bật nấc 2 thì sáng đỏ này và bật nấc màu 3 thì sẽ là ánh sáng vàng nhá. Đó, nó sẽ có sáng trắng, sáng đỏ và sáng vàng. Đó thì các bác lên mã giúp cho em là đèn 3 màu. Đèn 3 màu nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 30k cho một con đèn 3 màu như này. Và các bác mua 10 thì sẽ được tặng 1 nhá. Đấy, lên cho em là đèn 3 màu. Công suất của nó sẽ là 12W. Đấy. Các bác lên cho em là đèn 3 màu này. Đó, đèn 3 màu. Đèn 3 màu nhá. Đèn 3 màu. Công suất của nó sẽ là 12W và bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 30k trên một quả như này nhá. Đấy, 30k trên một quả như này. Và mua 10 thì sẽ được tặng 1 nhá. Mua 10 được tặng 1. Con này thì thời gian sáng của nó là lên tới 30.000 giờ luôn. Đây. Thời gian sáng của nó này các bác này. Đấy. Đây. Thời gian sáng của nó là lên tới 30.000 giờ nhá. 30.000 giờ, con này thì siêu sáng luôn. Đó, và giá thì sẽ là 30k cho một quả như này. Ở đây thì nó sẽ là bằng hai ngón tay như này nhá. Đuôi xoáy phổ thông nhá, đuôi xoáy phổ thông. Đấy, lên cho em là các bác lên cho em là đèn 3 màu nhá. Nó sẽ có màu đây, nó sẽ có cho các bác là màu màu trắng, màu đỏ và màu vàng nhá. Đấy, chỉ có một con đèn như này thôi các bác nhá. Còn cái đuôi này thì bên em bán rời này. Đuôi này của nó sẽ là 35.000 trong cái đuôi như này. Các bác lên cho em là đuôi lò xo A nhá, đuôi lò xo A, giá của nó sẽ là 35k. Đó. Đuôi lò xo A, giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k trong cái đuôi lò xo như này. Đấy, 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Đó. Còn cái con đèn này của nó thì nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái đèn 3 màu như này. Lên cho em là đèn 3 màu nhá. Đó, đèn 3 màu nhá. Đèn 3 màu, giá của nó sẽ là đèn 3 màu, giá của nó sẽ là 35.000. 35.000 cho một con đèn 3 màu như này. Đấy, thì đây nó sẽ bật lên cho các bác xem này. Đấy. Một ánh sáng trắng này, hai là ánh sáng đỏ này, ba là ánh sáng vàng này, tức là nó sẽ có ba loại sáng khác nhau. Đó. Và bên shop bán thì bán rời nhá. Đèn riêng và đuôi riêng nhá. Đấy. Cái đuôi này thì sẽ là 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, còn cái đèn này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một cái đèn như này nhá. 30.000 cho một cái đèn 3 màu như này. Đó. Cái đuôi lò xo này thì nó có thể ngoắt nghéo nha nhá. Ngoắt nghéo được như này rất là tiện này và có công tắc đóng ngắt luôn. Có công tắc đóng ngắt, đuôi có thể ngoắt nghéo được như này. Rất là tiện luôn nhá. Rất là tiện luôn. Đấy. Có công tắc đóng ngắt các nhá. Có công tắc đóng ngắt. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là chốt cửa tự động. Hôm trước thì nó sẽ chốt cổng tự động nhá. Hôm trước thì nó sẽ về cái màu bạc, hôm nay thì về cái màu này thì cái chất thép của nó tốt hơn rất là nhiều nhá. Đấy, thép 7 màu cái này. Chất thép của nó là thép 7 màu tốt hơn rất là nhiều luôn. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng sập tự động và có lẫy khóa như này. Đấy, khi các bác mở thì chỉ cần đẩy này là nó sẽ ra này. Đấy, còn khi các bác đóng cửa thì chỉ cần là để như này. Đấy, nó sẽ là cái trạng thái như này. Trạng thái như này và khi các bác chỉ cần đẩy cửa này là nó sẽ sập vào này. Đấy. Mở thì đẩy lên này nó sẽ ra, còn khi sập vào thì các bác chỉ cần đẩy này nó sẽ sập vào. Đó, rất là tiện luôn. Thì các bác coi như đây là ví dụ đây là cái cánh cửa nó đang ập vào này, nó ập đến nơi là nó sập vào, tự nó sập vào luôn, rất là tiện nhá. Lên cho em là chốt cửa, chốt cổng tự động nhá. Chốt cổng tự động giá của nó sẽ là 40k cho một cái bộ chốt cổng tự động như này. Giá của nó sẽ là 40.000 các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một cái bộ chốt cổng tự động như này. Nó rất là tiện, bao gồm cho các bác là hai cái. Về nhà các bác có thể hàn trực tiếp hoặc bắt ốc vít vào cũng được, rất là ok luôn. Chốt cổng tự động giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Lên mã giúp cho em là chốt cổng tự động nhá. Đó. Chốt cổng này. Đấy. Chốt cổng tự động nhá. Tự động. Đấy, lên cho em là chốt cổng tự động. Đấy, chốt cổng tự động giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k cho một cái chốt cổng như này. Đấy, lên cho em là chốt cổng tự động giá sẽ là 40.000 nhá. Đó. Đấy, bình thường nếu các bác vào thì phải mở ra mở vào này rất là bất tiện này. Đấy, về nhà các bác có thể dùng để bắt vít này. Đấy, bắt vít hoặc là các bác dùng dùng cái tay mình kéo vào này nó sập vào này. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện này. Đó. Có cả lẫy khóa luôn, các bác chỉ cần khóa vào này cho em là xong này. Đó. Đấy. Bình thường về các bác cứ phải mở ra mở vào nó rất là bất tiện. Đấy. Mà nó lại không nhanh được. Đây, con này thì rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần mở cổng ra sập vào là xong. Đó, đây. Đấy. Sập vào này. Đấy, gắn ổ khóa vào là xong, rất là chắc chắn luôn. Rất là tiện các bác nhá. Đó.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là quạt ô tô nhá. Các bác lên cho em là quạt ô tô. Giá của nó sẽ là 130k cho một con quạt ô tô như này. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái máy hai quạt luôn. Một bộ máy hai quạt như này. Hai quạt như này nhá, có thể xoay 360 độ này, xoay 360 độ. Có công tác điều khiển nhá, có công tác số 1, số 2. Đấy. Và về nhà các bác có thể cắm vào tàu ô tô này hoặc là cắm hoặc là các bác đấu cho em dương là bên trong và âm là bên ngoài. Đấy, âm dương. Đấy thì các bác đấu vào cái áp quy 12V là mình sử dụng được thôi. Đây, dương là cái dây này và âm là cái dây ngoài này nhá. Đấy, áp quy 12V các bác đấu vào cho em là xong. Đấy, con này thì động cơ không chổi than, bền vĩnh cửu luôn, không bao giờ hỏng. Về nhà các bác cứ đấu vào áp quy mất điện là mình sử dụng rất là tiện nhá. Lên cho em là quạt ô tô, giá của nó sẽ là 130.000 cho một cái mã quạt ô tô như này. Động cơ không chổi than nhá, sử dụng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con quạt ô tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột. Đấy, các bác lên cho em là máy đuổi chuột. Đấy, con này thì về các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Chuyên đuổi chuột, đuổi côn trùng, kiến gián. Nhưng mà con này thì chuyên đuổi chuột nhá. Đấy, con này thì nó thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con máy đuổi chuột như này. Giá của nó sẽ là... Giá của nó sẽ là... Các bác lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột giá của nó sẽ là... 35.000 nhá. Máy đuổi chuột giá của nó sẽ là 35k. Con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em này. Đấy, chuột này, kiến gián này, ruồi muỗi đều ok hết nhá. Nhưng mà thiên về đuổi chuột nhiều hơn các bác nhá. Các bác cứ cắm vào trong nhà mình cho em là xong. Đó. Đây các bác này. Tới sức khỏe con người và vật nuôi, nhưng ngay các loại bình xịt thuốc diệt kiến gián gây hại cho sức khỏe, máy giúp xua đuổi ngăn chặn sự sinh sôi của các loài chuột. Đấy, cắm chuột nhảy luôn các bác nhá. Chuyên đuổi chuột, cái sóng siêu âm từ này nó sẽ đẩy đuổi chuột luôn. Đấy, khi mà mình cắm vào là cái sóng siêu âm từ này nó sẽ giúp cho đuổi các loại chuột luôn. Đó. Hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi, nhưng ngay các loại bình xịt thuốc diệt kiến gián gây hại cho sức khỏe, máy giúp xua đuổi ngăn chặn sự sinh sôi của các loại chuột và côn trùng trong phạm vi bán kính 100m² quanh khu vực cắm máy, không còn lo việc bỏ mùng màn hàng ngày nữa. Đấy, rất là tiện luôn, nên treo là máy đuổi chuột nhé. Máy đuổi chuột giá của nó sẽ là 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này, rất tiện dụng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác nhá. Keo vá tường thì nó sẽ là một cái dòng keo trắng như này các bác này. Đấy, sẽ là một cái dòng keo trắng như này. Đấy, và nó rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình vá tường này hoặc các cái vết nứt này hoặc là phần ổ điện biết đây. Các bác chỉ cần là di lên như này thôi này. Đấy, nó sẽ ra trắng này các bác này. Đấy. Ví dụ như là tường trẻ con nó bôi ra nó bị bẩn nhá. Nó bôi ra nó bị bẩn. Các bác dùng cái keo này, các bác quệt lên cho em. Đó. Hoặc là các cái vết nứt hoặc là bị bong chốc ố các bác quẹt lên cho em. Đó, rất là ok luôn nhá. Nó sẽ là một cái dạng keo đặc biệt như này, rất là trắng và sạch luôn. Lên cho em là keo vá tường, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy, keo vá tường này, đó, keo vá tường. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k trên một típ keo vá tường như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 250g nhá, 250g. Nó to bằng một cái lọ keo đánh răng và 250g cho một típ như này các bác này. Đó. Đây các bác nhá, các cái phần tường nhà mình nó bị bong chốc thấm rột này. Đấy, hoặc là các cái chỗ mà nó bị nứt này. Đấy, các cái khe kẽ các bác bôi hết vào cho em, rất là tiện luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Hoặc là các cái khu vực mà trẻ con nó nghịch này, ổ điện, ổ điếc này. Đấy, rất là tiện nhá, sạch đẹp luôn. Các bác chỉ cần bôi ra sau đó thì các bác chà đi. Đấy, nó có cái bàn cào tặng kèm cho các bác luôn, các bác cào đi cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Chỉ có 40k cho một hộp như này thôi, rất là tiện. Các cái vị trí này. Đấy, bị nứt, bị bong chốc này, bị thấm rột đều được hết nhá. Giá sẽ là 40k. Đó, 40k cho một lọ như này. Sản phẩm tiếp theo đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mài đầu bếp nhá. Các bác lên cho em là mài đầu bếp. Cầm cho anh cái mài ba khe ra đây. Lên cho em là con này sẽ là mài đầu bếp nhá. Giá thì chỉ có 40 cành cho một con mài đầu bếp như này thôi. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 cái khe rãnh như này. Khi mài thì các bác cứ đẩy qua đẩy lại cho em. Đấy, đẩy qua đẩy lại cho em khoảng 3 đến 5 lần cho một lần mài nhá. 3 5 lần cho một lần mài như này. Lên cho em là mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp hàng của thương hiệu Asaka này, lên cho em là mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một con mài đầu bếp như này. 40.000 cho một con mài đầu bếp như này nhá. Giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một con mài cao cấp hơn, hàng của thương hiệu Katashiwa nhá. Katashiwa made in Japan này. Đó, Katashiwa made in Japan. Con này thì cao cấp hơn, nó to tát dày dẫn và chắc chắn hơn. Đó, và nó cũng là ba khe như này nhá. Thì con này bên em lên nó là mài ba khe đỏ nhá, nó sẽ là màu đỏ như này. Thì các em lên cho em là mài ba khe đỏ này. Mài ba khe đỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130k nhá. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp, nó đắt hơn một chút.
mài ba khe đỏ này, giá của nó sẽ là 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Còn cái con này thì bên em lên nó sẽ là mài đầu bếp nhá, mài đầu bếp giá chỉ có 40.000 thôi. Đó thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật này, made in Japan nhá. Đấy, Katashiwa made in Japan. Con này sẽ là 130.000. Còn con này thì chỉ có 40k cho một con mài đầu bếp này thôi, 40.000 thôi nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu ô tô nhá. Đây, bơm tẩu ô tô như này. Các bác lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Toyota này. Hàng thương hiệu Toyota nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái dây vải bọc như này, một dây vải bọc như này. Một cái dây cắm khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, cắm tẩu ô tô. Con này về nhà các bác cắm tẩu ô tô cho em. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái đầu vòi bơm có công tắc này nhá, công tắc đóng ngắt như này. Đấy, và có đồng hồ báo. Công suất của nó thì nó sẽ là bơm được con này thì bơm của nó sẽ là được. Con này thì công suất bơm của nó sẽ là được 6 cân nhá. Đấy, được 6 cân như này. Đó, bơm được 6 cân như này. Đây, đấy. Và lên tới 80 PC nhá, 80 PC bia. Đó. Công tắc đóng ngắt này. Đó, đây. Và đầu vòi của nó như này nhá, đầu vòi của nó này rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bơm tẩu nhá, bơm tẩu ô tô. À bơm tẩu ô tô, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Toyota nhá. Đấy, hàng của Toyota nó chuyên sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Mua ô tô thì sẽ được tặng kèm cái này và bên shop cũng về có ít thôi. Đó, thì thanh lý hệ thống siêu thị được một ít các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Đấy. Bơm tẩu ô tô này, bơm tẩu ô tô giá của nó sẽ là 180k cho một con bơm tẩu ô tô như này. 180.000 các bác nhá. 180.000 cho con bơm tẩu ô tô như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái con sản phẩm đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Con này thì lô này về giá nó sẽ cao hơn một chút. Đó, con này trước thì bên em đang bán là 270.000. Lô này về giá của nó sẽ là 290k cho một con máy rót rượu tự động như này nhá, 290.000. Về nhà thì đầu tiên là các bác bật cho em cái công tắc này lên này, bật công tắc này lên, các bác chỉ cần đặt cốc vào như này là rượu nó sẽ tự rót ra nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Và nó các bác cứ đặt cốc vào này là sẽ rót này, rất là tiện. Khi các bác nhậu nhạt thì rất là tiện, có điều chỉnh cái tăng giảm rượu đây nhá, điều chỉnh tăng giảm rượu đây nó rất là tiện luôn. Tắt đi và điều chỉnh tam lượng rượu nhá. Đấy, nó sẽ đều nhau tràn tràn luôn. Bật lên các này, bật lên này, đặt vào này. Đó. Nó sẽ rót hai cốc đều nhau luôn nhá, và các bác cho vào bao nhiêu cốc cũng vậy thôi, nó ra đều nhau hết nhá. Đó. Và các bác có thể điều chỉnh cái lượng rượu ở đây. Đấy, điều chỉnh lượng rượu ở đây rất là tiện nhá. Đấy, sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này, một thân máy như này, kèm thêm cho các bác là một cái ô để đựng rượu này và cái khay dưới này để các bác đựng đá cho em nhá. Khay dưới này đựng đá cho nó mát này. Đấy, các bác cho đá hoặc là cho nước đá vào dưới cũng được. Đấy. Và các bác chỉ cần bật công tắc lên này, bật công tắc lên. Đó, đặt vào là rượu nó sẽ chảy này. Đấy, rất là tiện luôn. Cứ đặt vào là rượu nó chảy nhá. Đấy. Tùy theo nhu cầu nhá. Các bác muốn nhiều thì các bác tăng giảm lên. Nhiều này. Đấy, tăng giảm lên cho em. Đó. Giá thì sẽ là 290.000 nhá. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Đấy. Máy rót rượu tự động giá của nó sẽ là 290k bao ship. Máy rót rượu tự động này. Đấy. Máy rót rượu này. Máy rót rượu tự động nhá. Đấy, tự động giá của nó sẽ là 290k. 290k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi, ok. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái lô sáp các bác này. Đây. Sáp viên như này thì bên shop về nó sẽ có là màu vàng, màu xanh và màu đỏ nhá. Đấy, có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, ba màu như này. Ba màu với ba mùi hương khác nhau. Lô này thì nó sẽ là một cái dòng cải tiến các bác nhá. Đấy, nó sẽ là thuộc dòng sáp viên như này. Thì những cái viên sáp như này thì nó giữ được cái độ thơm rất là lâu nhá. Các bạn, nó giữ được cái độ thơm rất là lâu và nó lâu bị hết nhá, lâu bị hết đó. Nó sẽ là thuộc cái dạng sáp viên như này. Thì nó rất là tiện dụng và rất là tốt luôn các bạn này. Đấy, nó sẽ là dạng sáp viên như này, rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, hương hoa hồng này, đấy. Màu đỏ này là hương hoa hồng này, đấy. Màu vàng này là hương cam này. Và màu xanh này là hương hoa nhài này, đấy. Bên shop về nó sẽ có 3 màu như này với 3 mùi hương khác nhau. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là sáp thơm nhá, sáp thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái lọ sáp thơm như này, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một cái lọ sáp thơm như này. Đấy, thì các bác lên cho em là sáp thơm. Lên cho em là sáp viên nhá, sáp viên. Tại vì bên shop bán rất là nhiều loại. Thì lên cho em là sáp viên, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ sáp viên như này nhá. 30.000 cho một lọ sáp viên như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái dòng sáp nó cao cấp hơn một chút, đó là cái này thì nó sẽ là đựng trong một cái lon như này, đựng trong một cái lon như này.
Cái này thì dòng này của nó là siêu thơm luôn, đựng trong một cái lon nhôm như này nhá. Đó. Về nhà thì các bác mở cái nắp này ra cho em này, giật cái tem niêm phong này ra. Rất thơm luôn, sau đó thì các bác đậy cái này lại này. Đấy, và mình sử dụng thôi. Dòng này thì nó rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy. Thì cái này thì các bác lên cho em là sáp ô tô nhá. Cái này thì các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để trong phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, cái này thì lên mã giúp cho em là sáp ô tô nhá, sáp ô tô. Đó, sáp ô tô. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một lọ sáp ô tô như này nhá, 40k cho một lọ sáp ô tô như này. Đấy. Còn cái này thì các bác lên cho em là sáp viên nhá, sáp viên. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ sáp viên như này. Lên cho em là sáp viên, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ như này nhá, 30k cho một lọ sáp viên như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu kéo gà. Một dòng là của Đức và một dòng là của Nhật, thì nó sẽ có hai loại. Loại to này thì nó sẽ là của Nhật này, loại to của Nhật này, thép SK5 nhá. Đấy, Japan này. Còn loại bé của Đức này, Made in Germany này. Đó, loại bé của Đức, Made in Germany đây. Đó. Thì hai loại thì cái giá nó sẽ khác nhau một chút nhá. Đấy. Con bé này thì giá của nó sẽ là 90k. Đấy, con này thì các bác lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức giá của nó sẽ là 90k. Đó. Lên cho em là gà Đức này. Đó, gà Đức nhá. Lên cho em là gà Đức giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, còn con to này thì các bác lên cho em là gà Nhật này, gà Nhật này. Đó, con to này sẽ là gà Nhật nhá. Đó. Gà Nhật giá của nó sẽ là 130k cho con kéo gà Nhật này. Đó. Ở đây thì nó sẽ có hai con, một loại của Đức, một loại của Nhật như này. Sản phẩm thì các cái tính năng đều như nhau thôi. Con này thì các bác đẩy cái lẫy này ra cho em nhá. Đẩy cái lẫy này ra này. Đấy. Hàng của Nhật đây, Japan thép SK5 này. Con này thì các bác có cái phần ngoàm như này để các bác dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này, cắt gà, cá, thực phẩm, thức ăn rất là ok nhá. Đấy, ngoài ra thì các bác có cái phần răng cưa như này nhá. Phần răng cưa này để các bác đánh vảy cá nhá, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này, kẹp cua ghẹ ở đây nhá, kẹp cua ghẹ ở đây. Đó. Hai con này thì đều như thế hết nhá. Con này thì nó sẽ là cái lẫy mở như này, còn con kia là lẫy sập nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con kéo cắt gà như này, giá con này thì các bác lên cho em là kéo gà Đức này. Lên cho em là kéo gà Đức nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một con kéo gà Đức như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức, con này chỉ có 90k thôi. Còn các bác con này thì các bác lên cho em là kéo gà Nhật nhá. Kéo gà Nhật giá của nó sẽ là 130.000 cho con kéo gà Nhật như này, 130k. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, rất ngon luôn các nhá, rất ngon, rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo vá tường này, keo vá tường. Đấy, nó sẽ là một cái dạng keo trắng như này các này, một cái dạng keo trắng như này. Keo trắng trong như này thì khi mà các bác bôi vào tường này, các bác xoa vào tường như này. Đó đây, xoa vào tường này cho em này. Đấy, xoa vào tường như này thì là nó sẽ giúp cho các bác là làm trắng này, làm sạch này. Đấy, tẩy hết các cái phần, che hết các cái phần, ví dụ như là tường bị lỗ, bị thủng hoặc là bị các cái vết trẻ em nó ấy lên thì các bác xóa được hết nhá. Ở đây nó sẽ gồm một cho các bác một cái tà lột và một cái vòi như này để các bác lắp vào. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Các cái phần tường ví dụ như là bị nứt này, bị thủng này. Đấy, bị thấm rột này. Đấy thì các bác ấy vào cho em. Đấy, các cái phần nứt của cái ví dụ như là các cái phần tô vẽ này, nứt của tường này. Đấy, các cái vết nứt chân chim này hoặc là tường lâu ngày nó bị bong chốc này thì các bác bôi vào hết cho em, rất ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là keo vá tường nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, có cả vòi, cả bàn tà lột cho các bác luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có vòi này, có bàn tà lột như này các nhá. Có vòi, có bàn tà lột như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. Lên cho em là keo vá tường nhá. Đấy. Keo vá tường. Keo này, vá này, tường này. Giá của nó sẽ là 40k trên một lọ keo vá tường như này nhá. 40.000 trên một lọ keo vá tường như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái kìm vàng đa năng. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Mỹ nhá. Đây. Đấy, xuất sang Mỹ, hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Hàng Nhật xuất Mỹ USA các bác này. Đây. Đấy, USA nhá. Đấy, USA đây. Hàng Nhật xuất Mỹ nhá. Các bác lên cho em là kìm vàng nhá. Đấy, lên cho em là kìm vàng. Giá của nó sẽ là 130k thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, một con kìm vàng đa năng như này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái chi tiết này, bao gồm là bấm cốt này, đấy, tuốt dây này, bấm cốt này, đây. Thứ nhất là tuốt dây, thứ hai là cắt dây, thứ ba là bấm cốt này, thứ tư là các bác dùng để xoắn dây này, rồi kẹp dây các thứ luôn. Năm chức năng trong một con kìm như này. Lên cho em là kìm vàng đa năng nhé. Đấy, lên cho em là kìm vàng. Con này thì các bác lên trên tên cho em là kìm vàng được rồi. Chiều dài của nó là 22 cm. Con này cầm cực kỳ là đầm mà thích luôn. Một con kìm rất là chất lượng như này các bác này, rất là chất lượng nhá. Ngon lành chất lượng nha. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, rất đẹp các bác này. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật
và xuất cho thị trường Mỹ nhé. Hàng Nhật xuất cho thị trường Mỹ cho nên là rất là chất lượng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, UAE các bác này. Đấy, hàng Nhật xuất cho thị trường Mỹ nhá. UAE các bác nhá. Đấy, rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop. Shop tiếp tục về cho bác cái bộ bấm móng nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là ví hồng này. Đấy. Thì đây đầu tiên nó sẽ là một cái bộ ví hồng như này, bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết nhá. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một con ví hồng như này nhá. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này. Đấy, bấm cực kỳ to và khỏe và chắc chắn luôn, bấm rất là đẫy tay nhá. Đây các bác này. Đấy. Bấm rất là thích luôn các bác nhá. Đấy. Bấm tanh tách luôn các bác này, rất là đẫy tay luôn các bác này. Và rất là ngọt nhá. Đấy, bấm của nó rất là ngọt luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con bấm móng này, hai cái to, một cái to hai cái nhỡ này, một to hai cái nhỡ. Đấy, tiếp theo là đến hai cái kéo, một cái kéo tỉa lông mũi, một cái kéo tỉa nhọn này, một cái kéo để các bác cắt da tay này, một cái nhíp này và cái bộ lấy dây tai đa năng nhá, bộ lấy dây tai đa năng như này. Đấy, chọn một cái bộ sản phẩm như này. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k thôi. Các bác lên xem là ví hồng nhá. Lên mã cho em là ví hồng này, ví hồng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái sản phẩm đó là cái ví xanh nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì nó hơn một chút là nó sẽ có cho các bác là tổng cho các bác là 14 cái bấm móng và các cái chi tiết như này. Đấy, nó sẽ có 4 cái bấm móng này. Rồi có kèm thêm lưỡi này, rồi các cái đầu nạo đầu niếc luôn, rồi nạo gót chân niếc này. Đấy, có cả phần nạo gót chân như này các bác nhá. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đó. Về nhà các bác lắp vào đây cho em. Đấy là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, lắp vào đây. Đấy. Cái này các bác dùng để mình nạo gót chân các kiểu nhá, nạo gót chân này. Đấy. Và cái bộ lấy dái tai này, bộ lấy dái tai này, nặn mụn này, rồi là bấm móng có 4 cái này, bấm nhỏ này, bấm nhỡ và bấm to này, rồi kìm kéo đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, chọn bộ như này. Bộ này thì rất là đẹp, màu xanh rất đẹp luôn. Bền chắc chắn xịn sò nhá. Có cả mài rũa móng tay này. Đấy, chọn một cái bộ sản phẩm như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, lên cho em là ví xanh nhá. Các bác lên cho em là ví xanh này. Ví xanh giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con ví xanh như này. Đấy, bộ này thì sẽ là 100.000, còn bộ ví hồng thì chỉ có 60.000 thôi. Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng các bác lựa chọn sản phẩm các bác nhá. Ví xanh. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên cho em là mũi khoan đỏ, một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100, giá của nó sẽ là 110.000 cho một cái hộp mũi khoan đỏ như này nhá. Các bác lên cho em là mũi khoan đỏ, hộp nó màu đỏ như này. Đấy, lên cho em là mũi khoan đỏ này. Đó. Lên cho em là mũi khoan đỏ nhá. Đó. Mũi khoan đỏ, giá của nó sẽ là 110k thôi. 110k cho cái bộ mũi khoan đỏ như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi tazogen này, 3 mũi tazogen và 3 mũi khoan tháp nhá. Đấy, kích thước của nó thì đều là 4 này, đầu tiên là 4 x 12 này, tiếp theo là 4 x 20 và 4 x 32 nhá. 4 x 12, 4 x 30, 4 x 32. Đấy, còn cái này thì nó sẽ là 3 mũi như này, 3 mũi như này các bác nhá. Giá thì sẽ là 110.000 cho cái bộ mũi khoan tháp như này. Lên cho em là mũi khoan đỏ nhá, giá sẽ là 110k cho cái bộ mũi khoan đỏ như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn và giá rất hợp lý nhá, mũi khoan đỏ nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ máy hút bụi gạo nhá. Các bác lên cho em hút bụi gạo. Giá của nó sẽ là 250.000. Đó. Hút bụi gạo này. Hút bụi gạo, giá của nó sẽ là 250k. 250k trên cái bộ hút bụi gạo như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Đấy. Một máy như này. Một máy này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này và một cái chổi này, một cái chổi để các bác đưa vào các cái vị trí ví dụ như là bàn phím, máy tính hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Đó. Thì con này rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Và con này nó rất là khỏe nhá, rất là khỏe luôn. Đó. Đây các bác này, đây em hút thử này, nó hút được cả một con điện thoại này, các bác biết rồi, hút cả một con điện thoại này luôn, các bác thấy không? Đó, máy nó phải rất là mạnh nhá, con điện thoại này nó phải hơn 2 lạng mà nó còn hút được như này là máy rất là khỏe nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái hút để các bác hút vào thảm này, thảm giường, bàn ghế, ghế sofa hoặc là thảm giường ngủ các kiểu nhá. Đấy các bác, đậy cái này vào cho em này, đấy, sập vào đây. Đó, sau đó thì các bác bật lên này. Ở đây thì nó sẽ có cái tia UV nhá, có cái tia UV như này. Đấy, có cái tia UV này để nó khử khuẩn nhá, nó diệt khuẩn nhá. Các loại vi khuẩn nhỏ là qua cái tia UV này nó sẽ bị khử hết luôn nhá. Đấy, có tia UV để khử khuẩn nhá. Và các bác hút trực tiếp như này. Khi hút thì các bác đẩy trên bề mặt của thảm như này nhá.
để trên bề mặt thảm này là ok này. Đấy, để trên bề mặt thảm này là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhé. Đấy, hút bụi gạo giá sẽ là có kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình. Đó, lên mã cho em là hút bụi gạo giá của nó sẽ là 250.000. 250.000 cho một cái bộ hút bụi gạo như này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Lên cho em là hút bụi gạo giá sẽ là 250k các bác nhá. 250.000 cho một cái sản phẩm hút bụi gạo như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái bật lửa điện nhé. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k cho một con bật lửa điện như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Con này thì các bác dùng gió thoải mái luôn nhá. Dùng gió thoải mái luôn này các bác này. Đấy. Dùng gió thoải mái luôn. Đấy. Lên mã cho em bật lửa điện nhá. Đấy. Đấy, các bác đi trên xe này hoặc dùng gió cũng không bao giờ bị tắt nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là bật lửa điện nhá, bật lửa điện. Đấy. Có lên cho em là bật lửa điện. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bật lửa điện này. Đấy, lên cho em là bật lửa điện. Bật lửa điện giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bật lửa điện như này. Rất là tiện dụng luôn. Đó, các bác chỉ cần là bật này nó sẽ lên này. Đấy, các bác theo, bật này nó sẽ lên này. Rất luôn tiện dụng luôn nhá. Con này các bác đi gió thoải mái luôn và khi bật nó sẽ xoay cái này rất là đẹp này. Xoay này rất là đẹp. Giá sẽ là 80k cho con bật lửa điện như này nhá. Lên cho em là bật lửa điện rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ ấm đồng nhá. Bộ ấm đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, lên mã cho em là bộ ấm đồng. Giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm đồng như này. Bộ này của nó thì nó sẽ là một cái dòng hoa văn khác cái mẫu trước một ít nhá. Đấy. Trước thì nó sẽ là một cái bộ dòng là gọi là mã đáo thành công, còn bộ này thì nó sẽ là một cái mẫu hoa sen như này nhá. Một cái mẫu hoa sen như này. Đó thì hàng về theo lô thì bên em cũng gửi ngẫu nhiên được các bác nhá, gửi ngẫu nhiên thôi. Đó. Thì dòng của bên em thì nó vẫn là một cái dòng đặc biệt, tức là có 6 chén nhá. Đấy, còn có những cái dòng mà nó sẽ có 5 chén thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Bộ này của nó thì nó sẽ là bộ chim này. Tắt điện đi nhá. Bộ này thì nó sẽ là cái bộ chim như này. Đấy, bật cho anh quả bóng lên, tắt quả bóng trong. Bộ này thì nó sẽ là cái bộ chim như này các bác này. Đấy, hai con chim như này rất là đẹp này. Tắt quả bóng trong này. Đấy. Hai con chim này các bác nhá và 6 chén nhá. Chén của nó sẽ là chén theo kiểu là cánh hoa sen như này, rất là đẹp luôn này. Đấy, chén theo kiểu cánh hoa sen như này, rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái mẫu này về nó sẽ là mẫu mới các bạn. Còn cái mẫu kia thì bên em hết hàng mất rồi. Cái mẫu mã đáo thành công thì hết hàng mất rồi. Đấy, đây. Bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén này. 6 chén và một chuyên nhá, 6 chén một chuyên. Đó. Hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Đấy, có theo. Đây. Hoa văn hoa lá cành tuyệt vời luôn. Đấy, bộ này rất là đẹp như này. 6 chén một chuyên. Đấy, rất là đẹp nhá. Đó. Thì bộ này nó sẽ khác cái bộ mã đáo thành công một chút nhưng mà cũng rất là đẹp. Đây, kích thước vừa phải này, rất là xinh luôn. Bộ này các bác dùng để pha trà thì tuyệt vời luôn. Đấy. Ấm thì đúc siêu dày luôn nhá. Ấm đúc siêu dày luôn, rất là dày. Đấy, và rót nước thì cực kỳ là ăn phễu luôn, rất là đẹp các bác này. Đấy, hàng thiết kế rất là đẹp. Lên mã giúp cho em là bộ ấm đồng nhá. Bộ ấm đồng giá của nó sẽ là 400.000. Đấy, lên cho em là bộ ấm đồng này. Đó. Bộ ấm đồng. Bộ ấm đồng nhá, giá của nó sẽ là 400k nhá. 400k cho một cái bộ ấm đồng như này, rất tuyệt vời luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn, nó hình cái súng như này. Đấy, hình cái súng này cho nên là bên em gọi nó là súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho một con súng thư giãn như này. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn nhá. Đấy. Súng thư giãn. Đấy, giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này. Một thân máy này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đó, một thân máy như này. Máy chạy rất là khỏe luôn. Các bác giữ lì cho em là máy sẽ lên nhá. Giữ lì cho em. Đó. Sau đó thì các bác có thể chọn các cái cấp độ ở đây nhá. Đây. Đấy, máy dùng rất mạnh luôn. Đấy, đây mới là số 1 thì đẩy tốc độ lên. Đấy. Cấp 6 này. Tuyệt vời luôn. Đây, các bác dùng để đấm vào các cái bó cơ này, bắp tay, bắp chân, bắp đùi rồi là đốt sống cổ, đốt sống vai gáy rất là tiện luôn, dùng để massage nhé. Đấy, các bác cũng có thể trực tiếp massage vào các cái vùng cổ như này. Đấy, đây các bác này. Đấy, trực tiếp massage tay mình cầm để mình massage vào các cái vùng cổ vai gáy như này nhá. Đó, rất là ok luôn, rất là thư giãn luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Giữ lì này nó sẽ tắt này. Chỉ có 170.000 cho một con súng thư giãn nha thôi. Nói chung là rất tuyệt vời luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là bốn cái đầu massage và một cái cáp sạc. Bốn đầu massage, một cáp sạc để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, bốn đầu massage như này và một cáp sạc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã cho em là súng thư giãn nhá. Đấy.
xuống thư giãn, giá của nó sẽ là 170k này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác dòng sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, các bác lên cho là phao nước này. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một cái em phao nước như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng phao đứng nhá, một cái dòng phao đứng như này, các bác chỉ cần thả xuống như này xong đó. Có cả băng keo, cả vòi, cả van điều nước như này nhá. Đấy, cái này để cho nó chảy này. Các bác có thể chảy xuôi hoặc chảy ngang như này. Còn cái này để các bác kết nối vào cho em. Đó, kết nối vào gen cho em là xong nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mà bán cực kỳ là chạy luôn, tại vì giá nó hợp lý và thứ hai là nó rất là tiện ích nhá. Đấy, khi các bác dùng những cái dòng phao truyền thống thì nó hay bị hỏng hoặc là bị rỉ sét, như phao nhựa này thì bền vĩnh cửu luôn. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá thì chỉ có 70k trên con phao nước như này thôi. 70.000 cho một con phao nước như này nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là phao nước nhá. Đây các bác này. Khi nước chạm đến phao 1 cm thì dòng nước sẽ tự động đóng lại. Nó hoạt động theo nguyên lý tự tính của 500 cho nên hoàn toàn không tốn điện. Nó phù hợp để gắn vào bồn nước, bồn cầu nhà vệ sinh hoặc là thùng nước để rửa chén. Một cái phao nước thông minh mà không phải ai cũng biết. Khi nước chạm đến phao 1 cm thì dòng nước sẽ tự động đóng lại. Nó hoạt động theo nguyên lý tự tính của 500 cho nên hoàn toàn không tốn điện. Nó phù hợp để gắn vào bồn nước, bồn cầu nhà vệ sinh hoặc là thùng nước để rửa chén. Rất là tiện luôn các nha. Giá thì em shop đang gửi các bác cái giá đó là 70k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đuôi lò xo. Cái này thì các bác lên cho em là đuôi lò xo A nhá, đuôi lò xo A. Đấy, tại vì trước em có bán một cái loại có dây. Thì các bác lên cho em là đuôi lò xo A này. Đấy, đuôi lò xo A. Con này thì giá chỉ có 35k cho một con đuôi lò xo như này thôi, 35k. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp vào điện này, sau đó thì xoáy bóng vào cho em là xong. Và nó sẽ có công tắc tắt bật này nhá, có công tắc tắt bật như này, rất là tiện. Đấy, các bác lên cho em là đuôi lò xo A nhá, đuôi lò xo A. Đấy. Đuôi lò xo, nó sẽ thuộc dạng có lò xo này mà, lên cho em là đuôi lò xo nhá. Đuôi lò xo A giá của nó sẽ là 35k nhá, 35k cho một con đuôi lò xo A như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Con này thì về nhà các bác chỉ cần xoáy bóng vào đây. Đấy, sau đó thì điều chỉnh ngoắt nghéo các kiểu con này đều được luôn và có công tắc này. Thích tắt thì tắt, thích bật thì bật, nó rất là tiện. Giá rất hợp lý, chỉ có 35 cành thôi. 35 cành, lên cho em là đuôi lò xo A các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhá. Con này thì công suất của nó sẽ là 3000W, hàng cực đại luôn. Công suất của nó là 3000W. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một con máy sấy tóc tuyệt vời như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Qua lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy. Lên cho em là máy sấy tóc Philips này. Đó, sấy tóc Philips. Giá của nó sẽ là 130k. Đó, lên cho em là sấy tóc này. Đó, sấy tóc Philips. Philips giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho một em mấy sấy tóc Philips như này. Công suất của nó sẽ là 3000W nhá. Đấy. Công suất của nó sẽ là 3000W, công suất cực mạnh luôn. Sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đó, 220V công suất là 3000W. Đấy. Công suất là 3000W, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Con này thì sẽ có hai công tắc này, hai công tắc như này và hai công tắc cấp điện này. Hàng cực kỳ là dày dặn chắc chắn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi nhá. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá, hàng của thương hiệu Philips, công suất 3000W. Giá thì chỉ có cho các bác là 130 cành trong con sấy tóc này thôi. Chạy cực kỳ khỏe, êm và mạnh như rất nhá các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái con dao của Nhật này. Các bác lên cho em là dao Thái Vân gỗ nhá. Con này thì hàng siêu bén cho các bác xem này. Hàng rất là bén luôn, rất tuyệt vời, siêu bén cho các bác luôn. Hàng này thì cực kỳ là ngon luôn. Giá thì sẽ là 130.000. Để em thử test cắt giấy bóng xem nó có đứt không các bác nhá. Đó, đây. Đấy, cắt giấy bóng còn đứt các bác này. Đây. Cắt giấy bóng còn đứt này là các bác biết rồi. Dao rất là bén thì nó cắt giấy bóng nó mới đứt được như này các bác nhá. Đó, cắt giấy bóng còn đứt này các bác này. Đó, rất là bén luôn. Còn nếu mà cắt các loại giấy thường thì quá đơn giản rồi các bác nhá. Đấy, giấy thường thì quá đơn giản rồi. Đấy, bỏ tranh mấy tờ nữa. Đấy, giấy thường thì quá đơn giản rồi. Đó, đây các bác này. Đấy, cắt giấy thường quá đơn giản rồi. Lên mã giúp cho em là dao Vân gỗ nhá. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 31cm. Đấy, bản của dao thì khoảng 4cm. Hàng thương hiệu Seki Made in Japan nhá. Seki Made in Japan như này. Đấy, lên cho em là dao Vân gỗ. Đây, nó sẽ có cái vân giống như Vân gỗ như này. Đấy, lên cho em là dao Vân gỗ, giá sẽ là 130.000 nhá. Dao Vân gỗ này. Giá của nó sẽ là 130k cho một con dao Vân gỗ như này. Hàng này của thương hiệu Seki nhá. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Và giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em là dao Vân gỗ, giá của nó sẽ là 130k, rất đẹp luôn. Hàng con này thì nó sẽ là bo đầu bo đít như này, bo đầu bo đít như này các bác này. Đấy, chất lượng, độ bén của nó thì khỏi bàn rồi. Đây, độ bén của nó thì khỏi bàn luôn các bác nhá. Rất là bén luôn các bác này. Đó. Rất bén luôn các bác này, rất bén luôn. Đó, rất bén luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con dao chặt cán gỗ như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đấy. Dao chặt nhưng mà rất là bén luôn. Đấy.
hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Japan con này, hàng của Japan của thương hiệu Asaka nhé, Asaka Japan như này. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, dao thì rất là bén con này. Đấy, dao rất là bén luôn con này. Đây. Đấy, dao rất là bén luôn đây các bác. Đó, dao thì rất là bén các nhá. Nó rất bén luôn con này. Đó. Dao, một con dao chặt mà có thể dọc giấy như này là các bác biết được chất lượng của dao rồi, rất là bén luôn. Asaka Japan. Con này thì nặng khoảng 5 lạng nhá. Các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đó, lên cho em là chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 180k cho một con dao chặt gỗ như này. 180.000 các bác nhá, 180.000. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái con này thì các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá. Thái gỗ con này cũng rất là bén luôn. Giá thì sẽ là 90k nhá. Đấy. Thái gỗ, giá của nó sẽ là 90k cho một con dao thái gỗ như này. 90.000 nhá. Con này thì kích thước của nó cũng giống như con Seki thôi. Đấy, con kia thì nó là Seki cao cấp, còn con này nó sẽ là Seki phân khúc bình dân. Đó, cũng rất là bén luôn con này. Đấy. Nói chung là dao của nó rất là bén nhá, rất là bén luôn. Đó, rất bén nhá. Đó, rất bén luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên cho em là thái gỗ 90k. Đấy, tiếp theo thì em đưa tới bác cái con này. Nó sẽ là một con dao gọt gỗ như này nhá. Đấy. Con này thì qua lên cho em là gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là gọt gỗ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho con gọt gỗ như này. Đó. 40.000 cho con gọt gỗ này các nhá. Đấy. Lên cho em là gọt gỗ giá sẽ là 40k. Đó. Đây. Đấy, lên cho em là gọt gỗ nhá, rất là bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn các theo. Đấy, rất bén luôn. Con này thì chỉ có 40.000 thôi. Con này thì các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là gọt gỗ. Gọt gỗ giá của nó sẽ là 40k trên một con gọt gỗ như này nhá. 40.000 trên một con gọt gỗ như này. Đó. Còn các bác mua combo hai con này. Đấy, hai con này 189.000 là 270 thì sẽ được tặng kèm một con này nhá, tặng kèm một con này. Thì các bác lên cho em là bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 270.000 bao ship. 270.000 cho một bộ ba con dao cán gỗ như này. Lên cho em là bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 270k. Đó. Các bác lên cho em là bộ ba dao cán gỗ nhá, mua 2 được tặng 1. Đấy, mua 2 tặng 1. Lên thì lên cho em là bộ ba dao cán gỗ, bộ ba dao cán gỗ, còn mua lẻ thì các bác sẽ tính tiền theo con. Đấy, bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 270k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra test thử thanh toán nhé. Các bác cứ lôi giấy ra dọc thoải mái đúng như trên video. Đó, bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 270.000. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái găng tay lao động này. Đấy, lên trên là găng tay lao động, dòng này thì cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, nó rất là bám tay các bạn. Bám tay thì các bác dùng để là nhặt cỏ làm vườn, hoặc là các bác dùng để đi làm công trình, hoặc là nói chung là dùng vào việc gì cũng được. Cái dòng này của nó thì nó giãn, độ giãn của nó rất là tốt các bạn. Đấy, giãn nhưng mà nó là giãn ôm chứ không phải là giãn doãng nhá. Đấy, nó rất là ôm. Thì các bác sử dụng nó cảm giác nó rất là thoải mái, cái tay nó rất là thoải mái các bạn này. Đấy, nó ôm vừa khít các cái ngón tay như này các bạn này. Đấy, rất là thoải mái luôn. Kích thước của nó thì nó phù hợp hết với các cái tay, tay to, tay nhỏ đều vừa hết, tại vì nó có cái độ giãn này. Đấy, có cái độ giãn như này. Đấy, dùng nó rất là thích. Đó, và giá thì ở đây thì nó sẽ lại có một cái lớp cao su thì các bác dùng để sử dụng rất là ngon luôn. Nó sẽ có một lớp cao su như này. Đấy, bám dính rất là tốt luôn. Thì con này bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy, nếu mà mua lẻ thì nó sẽ là 5 đôi thì sẽ là 40.000. Đó, 40.000 cho 5 đôi. Còn mua một bịch của nó sẽ là 12 đôi. Đấy. Thì sẽ là 70.000 các bác nhá. Đấy, 5 đôi đi. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40k nhá, 40k. Còn một bịch của nó sẽ là 12 đôi nhá. Bịch của nó sẽ là một tá 12 đôi thì chỉ có 70k thôi. 12 đôi là 70.000. Đấy, các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động. Đấy, găng tay lao động giá của nó sẽ là 5 đôi là 40.000 và 12 đôi là 70.000. Đấy. Rồi, ok. Sản phẩm hôm nay thì bên shop sẽ lên cho bác một số mã dây điện các nhá, một số mã dây điện thanh lý cho bác giá rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là 1 2 3 6 ổ cắm 6 công tắc này. Mã này thì sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Lên cho em là mã số 6 này. Mã số 6 giá của nó sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Mã số 6 này. Đấy, mã số 6 giá sẽ là 170.000. Đó. Tiếp theo thì con này thì nó sẽ là, hôm nay thì em sẽ lên cho các bác là mã H nhá. Đấy. Mã H này. Con này thì nó sẽ là H1 này. Đấy, H1. Dây dài thì khoảng 2m và nó sẽ là ổ cắm khóa như này nhá. Đấy, ổ cắm khóa như này. Lên cho em là mã H1 giá của nó sẽ là 140.000 cho mã H1 như này nhá. Các bác lên cho em là H1 này. Giá sẽ là 140k nhá. 140k cho mã H1 như này. Đó, giá sẽ là 140.000. Nó sẽ là thuộc dạng là chân dẹt và ổ khóa như này nhá. Các bác xoay như này là sẽ không rút ra được này. Đấy, bắt buộc phải xoay chéo như này mới rút ra được. Còn là khi đã xoay bằng như này là khóa tiệt vào luôn. Đấy, hàng của Nhật cho nên là nó rất là thông minh luôn nhá. Đấy, nó rất là thông minh luôn. Xoay chéo này thì mới mở ra được nhá. Đấy. Con này thì lên cho em là mã H1 giá của nó sẽ là 140.000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì lên cho em cái mã H2 nhá. Đấy, H2.
Đây con này thì nó sẽ có cho các bác là chân cắm ba chân khóa như này. Đấy, về nhà nếu các bác không có chân thì các bác có thể cắt cái chân phụ này đi. Đó, và cắm bình thường. Hàng của Natina các nhá. Đấy, made in Japan con này. Đấy, Natina made in Japan. Đó. Con này thì các bác lên cho em là H2 nhá, H2. Đó, H2 giá của nó sẽ là 130k cho một con ổ H2 như này nhá. Dây cực kỳ to khủng luôn và hai ổ cắm này. Đấy, lên cho em là H2 giá của nó sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì con này cũng 6 ổ cắm luôn. Đấy, 6 ổ cắm cũng giống như con kia. Đấy, thì con này sẽ lên cho em là H3 nhá, H3. Giá của nó cũng là 170.000. Đó, H3. Giá sẽ là 170k cho một con H3 như này nhá, 170.000. Đây. Đấy, con này với con này thì giống nhau đây. Đấy, con này thì giống nhau, hai con này giống nhau nhá. Đấy, hai con này giống nhau. Đó, thì đều là 170.000. Thì con này lên mã là H3, giá sẽ là 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì con này thì các bác lên mã giúp cho em là H4 này. Con này sẽ là H4 nhá. Giá của nó cũng là, con này cũng là hàng nội địa của Nhật luôn, của thương hiệu Z này. 1 2 3 4 này, cũng 4 ổ cắm như này và có khóa luôn nhá. 4 ổ cắm có khóa luôn. Con này thì lên mã giúp cho em là H4. Đấy, con này các bác lên cho em là H4. H4 rồi. Con này thì các bác lên cho em là H5 nhá, H5. H5 giá của nó sẽ là 100. Con này H5 giá sẽ là 150k nhá, 150k trong cái mã H5 như này. 150.000 các bác này. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mã. Con này thì sẽ là mã H6 nhá. Các bác lên cho em con này sẽ là H6, 4 ổ cắm có công tắc có đèn báo luôn. 4 ổ cắm có công tắc có đèn báo. Lên cho em mã này nó sẽ là H6. Đấy, lên cho em là H6 nhá. H6 giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k cho cái mã H6 như này. 160.000 các bác này. 4 ổ cắm, 4 công tắc, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. 4 ổ cắm, 4 công tắc như này. Lên cho em là H6 nhá. Đó, H6 này. Tiếp theo thì lên cho em cái mã này nó sẽ là H7 này. Đấy, H7. Giá thì bên shop đang gửi tới bác con H7 này, giá của nó sẽ là đi lên cho em là H7 này. H7 này thì giá của nó sẽ là 100. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là H7, giá sẽ là 130k. Đó. Lên cho em là H7 này, H7 130k nhá. 130k cho con H7 như này, rất là đẹp các bác này. Đây, đầu có ba ổ cắm như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì lên cho em cái con sẽ có 9 ổ cắm như này nhá, 9 ổ cắm và một công tắc tổng ở giữa như này. Con này tất cả các dòng này đều sử dụng điện 220 hết nhá. Đó, 220 hết, hàng của Z này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là H7 này, đấy. Con này các bác lên cho em là H7, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con H7 như này, giá của nó sẽ là 170.000 nhá. Đấy. H7 sẽ là 170k nhá, 170k cho con H7 như này. 170.000 đó. Tiếp theo thì lên cho em cái con này, nó sẽ là con H8 này. Đấy. Con này là con H8 này. Con này cũng 6 ổ cắm, 6 công tắc luôn. 1 2 3 4 5 6 ổ cắm, 6 công tắc như này, dây dài như này. Đấy, thì con này các lên cho em là H8 nhá. H8 giá của nó sẽ là 180k cho con H8 như này nhá. 180.000 cho con H8 như này. Đó. Tiếp theo thì lên cho bác cái con này nó sẽ là con H9 này. Con này thì dòng rất là hiện đại luôn. Đó, 1 này, 2 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 ổ cắm, 6 công tắc, cái này dòng này dòng nhấn này, rất là ngon luôn nhá. Đấy, chân cắm dẹt nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là H9 nhá, H9. Giá của nó sẽ là H9, giá của nó sẽ là 150.000, 150k cho con H9 như này. 150.000 cho con H9 như này các bác này. Đấy. Tiếp theo lên cho bác cái con H10 đi. Con H10. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy. Và con này thì sẽ là H10, có ổ cắm công tắc như này. Và giá thì bên shop sẽ thanh lý cho bác con H10 này. Giá của nó sẽ là, lên cho em là H10 nhá, H10. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000 thôi, 140k cho con H10 như này nhá. 140.000. Đây. Đấy, 140.000 cho con H10 như này. Đấy, tiếp theo thì lên cho bác cái con H11 nhá. H11 đây. Đấy, con này thì sẽ là 4 ổ cắm, 4 công tắc, dây dài khoảng trên 1 mét. Đấy. H11 nhá. H11 này. Giá của nó sẽ là 130k cho con H11 như này. 4 ổ cắm, 4 công tắc này. Đấy, tiếp theo thì lên cho bác cái con H12 nhá. 6 ổ cắm luôn. 1 2 3 4 5 6 này. Đấy, dây dài khoảng 2,5 đến 3 mét, hàng của thương hiệu VCTFK này các bạn. Đúng, hàng nội địa của Nhật. Đấy, lên cho em là H12 nhá. H12.
H12 giá của nó sẽ là 120.000, 120k. Đó, rồi ok. Không đang sống trong tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công 12 dự án giao thông trong những tháng cuối năm, thông tin có trong chuyên mục Trước Giờ Mở Cửa. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương cần thận trọng trong việc xây dựng tạo nguồn cán bộ trung ương là nội dung trong thời sự toàn cảnh. Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả. Bây giờ xin chuyển tới quý vị và các bạn phần tin tức. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Đáng chú ý là chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đây là một trong hai chuyên... Hello, chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái lô đài FM của Nhật nhé. Dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Nó là một cái dòng cực kỳ chất lượng. Đợt này thì về mẫu mã có cải tiến, có thêm cho các bác một con đồng hồ nữa, hàng combo và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Dịp 2 và dịp mùng 2 tháng 9 tới. Dự án với số vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Mặt của nó thì được mạ chrome rất là sáng bóng nhá, còn thân của nó thì nó sẽ là ốp gỗ như này, ốp giả gỗ này các bác này. Đấy. Thân của nó ốp gỗ rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy các bác này. Rất là đẹp luôn. Có thấy không? Đây. Âm lượng tôi nhỏ đây nhé, tôi nhỏ đây và cho bé đi ở đây này. Đấy. Cơ quan này, con này thì có các bác có thể là nghe đài hoặc là nghe MP3 nhé. Các bác có thể bắt Bluetooth để nghe MP3 cũng rất là ok luôn, nghe nhạc bắt Bluetooth nó cũng như một con loa Bluetooth luôn. Nói chung là hàng đa chức năng nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. 31/1/2024, chậm nhất đến ngày 31/3/2024 tỷ đồng. Từ hôm nay, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được chi trả theo quy định mới. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1/1/1995 tại nghị định. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đài FM nhé. Con này thì đang bán là 300, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 260.000 thôi. Đấy, lên cho em là đài FM nhé. Đài FM này. Em đang bán là 300k, đợt này về cho bác giá cực sốc luôn. 260k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 260.000 một con đài FM này, bao ship đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó, nhận hàng các bác có quyền test thử kiểm tra. Đấy, thanh toán các bác nhé. Đấy. Có đồng hồ này. Trong tháng 9 năm 2000. Con này thì nó sẽ có đồng hồ nhá. Đây anten của nó này. Đấy, các bác có thể xách đi xách về rất là gọn luôn này, như một cái vali luôn. Đó, rất là gọn luôn. Cái này thì các bác có thể để điện thoại lên cũng ok. Đó. Và đây thì nó sẽ có các cổng kết nối như là jack 3.5 để các bác nghe nhạc này, tai nghe này, USB này, thẻ nhớ này. Rồi chân sạc vào này. Đó, và đây là cái điều khiển cái công tắc của đồng hồ nhá. Các bác tắt đi này, bật lên này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái nút để các bác núm đây, cái núm này để các bác điều chỉnh đồng hồ này. Đó, núm này các bác điều chỉnh đồng hồ. Và đây là cái công tắc tắt bật đồng hồ nhá, công tắc tắt bật đồng hồ ở đây. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác với con giá rất là hợp lý luôn. Một con đài FM như này, giá chỉ có 260.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác một quả pin 18650 luôn rồi. Cứ về cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đó, rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó, theo. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Lên cho em là đài FM nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho con đài FM như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái khăn lau giày nhá. Các lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đấy, khăn ướt lau giày. Các bác lên cho em là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt này. Cái này là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt lau giày. Giá của nó sẽ là 20k trên bịch như này thôi. 20.000 trên bịch như này. Và 50k thì là sẽ là bằng 3 bịch nhá. Đấy, 50k là sẽ là bằng 3 túi. Đó, 50.000 3 túi, còn là 20k trên một túi nhá. 20k trên một túi. Đó, 20k trên một túi như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn lau mà nó sẽ rất là đa di năng luôn. Đó. Thì nó sẽ lau được hết các loại giày nhá, giày vải, giày giấy, giày ướt, giày khô là lau được hết nhá. Các bác chỉ cần là mở cái nút này ra này. Đấy, mở cái nút này ra. Sau đó thì mình lấy cái khăn ra. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn nó đã có sẵn tẩm sẵn xà bông rồi. Đấy, xà bông cũng như là các cái chất tẩy các nhá. Đấy, xà bông và các cái chất tẩy rồi. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái khăn như này. Khi lau vào thì cái xà bông của nó ra rất là nhiều luôn nhá. Đấy, xà bông nó ra rất là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để lau giày, lau dép đều được hết đây. Ví dụ như này này. Đấy các bác này, đây như em đang lau này.
Đấy, lau là nó sẽ sạch bóng lên luôn các nhá. Đấy, ví dụ giày dép của các bác bẩn này, đấy nhá. Đôi dép này của em nhá. Đấy, nó rất là bẩn luôn này. Đấy, em lau phát là nó sẽ sạch luôn nhá. Cái này thì nó sẽ có là có cả xà bông bên trong luôn. Có cả xà bông bên trong đây, cái này em mục sở thị cho các bác xem luôn. Chứ không cần phải là đấy, các bác cứ lau sạch đi này cho em, xong rồi mình lấy cái khăn khô mình lau đi là xong. Lấy khăn khô mình lau đi nhá. Đấy, mình lấy khăn khô mình lau đi. Đó, đây các bác này. Đấy, các cái vết bẩn nó sẽ ra hết khăn luôn. Đây, các bác xem nhá. Đấy, em lau có một tí này. Đấy, cái bên lau rồi và bên chưa lau khác nhau hoàn toàn nhá. Lau rồi nó như mới luôn con này. Đấy, lau rồi nó như mới luôn. Thì các bác đi giày, giày da, giày vải các thứ, mình chỉ cần lau đi như này cho em là xong này. Đấy, lau đi như này là sẽ sạch bóng hết luôn. Đấy, đây như cái đôi dép này em lau này các bác thấy không? Đây. Đấy, một nửa chưa lau nó đen xì xì này. Đấy, mốc trắng nhá. Nửa này lau rồi lại hồng lên các bác này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thì lên cho em là khăn ướt lau giày nhá. Khăn ướt lau giày. Đó, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Cái này thì nó rất là tiện ích các bác, ví dụ đi làm về hoặc là các bác đi công tác đi đâu cũng được, mình có thể mang đi mình sử dụng hoặc là để sử dụng ở nhà. Đấy, bẩn là mình lau trực tiếp luôn, các bác không cần phải giặt, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày các nhá. Giặt thì nó nhanh bị hỏng giày. Đó. Con này. Con này giặt siêu bẩn nha mọi người. Để siêu sạch à. Ai wow. Ai giặt nghe. Con này giày nha mọi người. Con này giặt siêu bẩn nha mọi người. Ai giặt hết chị ạ? Chà đấy, ôi giời ơi, có sạch nha mọi người ơi, có sạch nha. Nếu các bạn có những đôi giày trắng nhưng mà nó chỉ có bẩn một đấy, tí thôi, ví dụ là đi mưa nhưng mà lau rất là sạch luôn các nhá. Đó. Giày không ăn thua rồi, ra không tưởng đến nào chứ này. Nhưng mà bẩn ít thì lau, bẩn nhiều thì nhìn thôi. So sánh hai loại giày lau giày chuyên dụng hot hit có sạch nhục. Thấy các bạn không? Đâu thì sẽ có những cái bọt da phía trên này, tương đối nha. Những cái vết đế giày này khó hơn này, cũng tương đối. Loại đó. Đen thì không ra những cái bọt xà phòng như loại vàng. Đấy, rất là ok các bạn nha. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chảo ngập dầu các bạn nhé. Các bạn lên cho em là chảo ngập dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đường kính của nó là 20cm. Hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, đường kính 20cm, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, để các bác chiên ngập dầu thì mình dùng để mình chiên rán đồ ăn thức uống đều ok hết nhá. Đó đây, hàng của Nhật các bác này. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Con này thì dung tích của nó sẽ là chảo thì nó thường nó tính theo đường kính nhá. Đường kính của nó là 20cm các bác, 20cm. Và các bác sẽ có kèm thêm là một cái dàn như này để các bác, khi các bác chiên rán thì mình đặt thực phẩm lên. Đấy, nó sẽ là một cái con chảo khá là dày dẫn, nặng và chắc chắn đây con này. Rất là chắc chắn luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy con này, đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Khá là dày dẫn chắc chắn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Đấy, một cái khay đỡ như này để các bác đặt vào. Đấy, các bác có thể đặt vào để mình ví dụ như mình rán nem này hoặc là rán các cái đồ chiên nấu xào thì các cái đồ tôm tiếc thì mình đặt lên đây cho em. Đặt lên đây để mình sử dụng nhá. Đó, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá của nó sẽ là 100k. Đường kính của nó là 20cm nhá. Chảo ngập dầu này, lên cho em. Chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu nhá, giá của nó sẽ là 100k cho một con chảo ngập dầu như này, 100.000 thôi nhá. 100.000 cho một con chảo ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện các bác. Đấy, các bác chỉ cần là cho dầu này rồi vào đây là mình sử dụng nhá. Ví dụ các bác có thể chiên rán nem này rồi rán phồng tôm này rồi rán tất cả các loại mình cho vào đây cho em, nó rất là tiện. Và con này thì có tráng đá nhá, tráng đá chống dính. Các bác có thể rán được, chiên rán được, ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý đâu, chỉ có 100.000 cho một con chảo như này. Hàng của Nhật mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Đấy, mới tinh mới cong luôn, chưa qua sử dụng. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng thôi, nó rất là tiện dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về, con này là 100.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá. Bảng tô, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác lên cho em là bảng tô hoặc là bảng tự xóa nhá. Đấy, bảng tô, bảng tự xóa. Lên cho em là bảng tô này. Bảng tô bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k trên một con bảng tô như này. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể sử dụng cho các em bé nhà mình học hành sáng tạo rồi làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, đây. Ở đây thì nó sẽ là một con bảng kèm thêm một cái bút như này và nó sẽ tự xóa được nhá. Về nhà thì các bác mở thêm cái nút khóa đằng sau này ra này. Đấy, nút khóa đằng sau này ra cho em. Đó, mở cái nút khóa xong ra cho em xong. Đây, xóa đi này. Đấy, các bác lên, các bác lên YouTube hoặc lên TikTok các bác gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Đó, gõ cho em là shop Phạm Huấn là sẽ ra nhá. Đấy, gõ cho em shop Phạm Huấn này.
Đó, các bác không thích nữa thì lại xóa đi nha. Các em có thể thỏa sức tô vẽ sáng tạo này. Con này màn hình LED nhá, màn hình LED LCD. Màn hình LED LCD luôn. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Đây, rất là đẹp con này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k. 50k trong con bảng tô như này, rất tuyệt vời luôn. Các bác có thể mua về để làm quà cho trẻ em nhà mình. Đây nó có cái nút khóa đằng sau này, các bác đẩy cái nút khóa này cho em này. Đấy, có bút nhá, có bút như này, rất là tiện luôn. Đấy, con này thì nói chung là giá rất là hợp lý rồi, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, mua về để làm quà cho em bé nhà mình, để cho các em nó làm, các em học để thỏa sức sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính nhá. Đấy, tránh xa điện thoại máy tính. Lên trên là bảng tô giá sẽ là 50k nhá. Đó. Tiếp theo cũng là một cái dòng sản phẩm để cho các em chuyên tâm học hành, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhưng mà vẫn thu hút được các em nhá. Đó là cái máy đọc chữ à? Máy đọc thẻ nhá, các bác lên cho là máy đọc thẻ nhá. Đó, máy đọc thẻ giá thì sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000. Đấy, con này thì thẻ giáo dục trẻ em này. Đấy, ở đây nó sẽ là một con máy như này, kèm thêm cho bác là một cáp sạc và một cái hộp thẻ đây. Cái hộp thẻ này thì nó rất là nhiều thẻ luôn, ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ với 224 nội dung khác nhau. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Về nhà thì các bác giữ cái phím nguồn này, phím này này, giữ này cho em. Đó, sau đó bật lên này. Xin chào các bạn, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, ở đây thì nó sẽ rất nhiều nội dung nhá. Trái cây này, đồ dùng này, đấy, rồi xe cộ này, đây. Đấy, xe buýt 2 tầng các bác này, đây. Em lắp vào cho các bác xem này. Đó. Xe buýt 2 tầng. Double decker bus. Đấy, cái này thì nó sẽ có cả tiếng cả hình luôn. Xe taxi. Taxi. Đấy, nó sẽ rất là nhiều, có những cái thì nó sẽ có cả hình, cả tiếng nhá. Đó, có theo không? Đây. Xe trộn bê tông. Agitator truck. Đấy, có theo. Đó, đầy đủ các bác luôn. Xe thể thao. Sports car. Đấy, rất là tiện nhá. Đó. Kể cả các cái chủ đề về con vật nó cũng đều có âm thanh hết nhá. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là 112 cái thẻ với tổng của nó sẽ là 220 nội dung, 224 nội dung cho các bác luôn. Đó. Một thẻ này là hai mặt. Con cú. Ao. Đấy, có cả tiếng kêu luôn nhá, con thỏ này. Con thỏ. Rabbit. Đấy, các bác thấy không? Rất là hay luôn. Có mô phỏng hết nhá. Con ngựa. Horse. Đấy. Thì các bác có thể mua về để mình con chuột. Mouse. Con này thì ưu điểm của nó là nó có cả tiếng Việt, cả tiếng Anh nhá. Thì các bác mua về cho trẻ em nó học. Đấy, rất là nhiều như này luôn. Các nội dung như này thì mua về cho các em học để tránh xa điện thoại máy tính bảng mà vẫn là hàng công nghệ nhá, đồ công nghệ, để các em có thể giải trí và biết được là cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn. Đó, thì nó sẽ là một cái hộp thẻ như này, bao gồm cho các bác là hơn 100 cái thẻ đây. 112 cái thẻ này, 224 từ vựng nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Đấy, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác, để các bác có thể mua để làm quà cho các em nhà mình. Đây, các bác tắt nguồn thì tắt ở đây cho em này. Đó, tắt nguồn ở đây. Đó. Đấy, giữ lì ở đây nó sẽ tắt nhá. Đấy, các bác rất tiện dụng luôn. Thì một cái hộp thẻ như này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là máy đọc thẻ nha, giá của nó sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì dòng này thì cái giá của nó rất là bình dân các bác. Đấy, giá vẫn rất bình dân. Một con giá đỡ điện thoại như này, giá chỉ có 30.000 thôi, 30.000. Sản phẩm sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chân như này, một cái đế này các bác. Xoáy cái này vào cho em này, một đế này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lắp cho em cái này vào đây này, lắp cái này vào đây. Đó. Và cái này thì nó sẽ là ở đây này. Đấy, các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào đây, sau đó thì cho cái này xuống này. Đấy, đây. Xoáy cái này vào. Cái này thì các bác có thể cho lên tụt xuống tùy theo nhá. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây. Đó. Lắp cái này. Đấy. Sau đó thì các bác có thể tùy chỉnh, nó có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đó, đảo chiều các kiểu được luôn. Đây, xoáy cái này vào đây cho em. Đó. Con này thì về nhà lắp ráp thì rất là đơn giản thôi, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi các bác này. Đấy, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi. Đấy, trẻ con cũng làm được các bác nhá. Đây,
Thì đây là cái điện thoại của em này. Em sẽ cho vào cho các bác xem này. Con điện thoại này của em là hàng rất là to luôn đấy nhá. Hàng khủng luôn đấy. Màn hình to nhá. Đây. Đấy, dùng rất là ngon các bác này. Thì các bác có thể là cho dọc cho ngang này. Đấy, cho quay lên quay xuống này. Để các bác có thể lướt TikTok này rồi xem YouTube này. Đấy, và các bác có thể là để trực tiếp ở trên giường này. Mình không cần phải cầm tay mỏi tay nhá. Đó, rất là tiện luôn. Quay lên quay xuống đảo chiều được hết nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Mà giá thì lại rất là hợp lý các bạn. Giá rất hợp lý luôn. Lên xem là giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại. Cái này có thể tụt lên tụt xuống được nhá. Đấy, tụt lên tụt xuống ngoắt nghéo xoay đảo chiều được hết luôn. Giá đỡ điện thoại giá của nó sẽ là 30k. Đó. Các bác lên xem là giá đỡ điện thoại nhá. Đó. Giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá. 30k trên một chiếc rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bình voi nhá. Bình voi. Giá của nó sẽ là 160 cành cho một em bình voi như này các bác này, 160k. Đây, một em bình voi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt rồi, 160.000 cho một con bình voi. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít như này nhá. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1,2 lít như này. Con này thì hàng siêu chất lượng cho các bác luôn. Hàng siêu chất lượng các bác nhá. Đó, rất là nhiều các cái ưu điểm cho một con bình voi như này các bác này. Đây em sẽ review thực tế cho các bác xem. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là nắp như này này, nắp có quai sách như này, quai sách này rất là tiện luôn nhá. Đấy các bác chỉ cần sách này là xong này. Đấy, nắp bật lên các bác này, các bác bật lên như này. Đấy, bật lên như này nhá. Và ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ống mút nhá, một cái ống mút, và ống mút này nó sẽ là ống mút dạng một đầu mềm. Thì khi mà các bác sử dụng thì nó rất là tiện. Các bác chỉ cần là mở nắp ra là cái ống nút nó sẽ bật lên luôn, rất là thông minh. Đấy, cái đấy để lại. Cái đấy để lại. Đấy, người Nhật người ta cũng rất là tài giỏi các bác nhá. Đây các bác này. Đó. Đây, đấy các bác chỉ cần cắm ở đây cho em xong này. Sau đó thì cắm cái đầu cứng này vào đây. Đó. Và các bác bắt đầu cho vào đây này. Đấy, cho vào đây như này. Đây, hàng Su 304 nhá, cực kỳ đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, chân không hai lớp, bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện nhám như này nhá. 1 lít 2 này. Hàng nội địa của Nhật các bác này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, toàn bộ chữ Nhật này, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn nhá. Giờ các bác cho cái này vào thì cho cái phần đít cao su mềm này xuống dưới cho em này. Đấy, sau đó thì các bác xoáy nắp lại này, xoáy nắp lại thì mình lựa nó vào cái lỗ này là xong này. Đó, cái màu này của nó cũng rất là đẹp nhá, dung tích của 1 lít 2 rất là vừa vặn luôn. Đây, sau đó thì các bác chỉ cần là mở cái nắp này ra là cái vòi này nó sẽ lên này. Đấy, là mình mút như này thôi, sau đó thì mình đẩy nó xuống là nó sẽ sập xuống này, sập cái khóa này vào này, rất đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là bình voi nhé, bình voi. Con này thì chấm hết luôn, bên shop bán khá là nhiều rồi. Đây, mở nắp ra thì các bác chỉ cần bật này nó sẽ ra này. Đấy, hàng này thì các cái loại chống nước hết luôn nhá. Đấy, các bác có lật ngửa lên như này cũng không bị dò dỉ nước đâu. Yên tâm luôn, kể cả các bác có thể để nằm như này trong bao lô cũng được. Mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch đều ok hết nhá. Đó. Và cái nắp này nó có thể tháo rời được như này, này. Nắp này có thể tháo rời ra được nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 cho một con bình voi như này. Các bác lên cho em là bình voi, giá sẽ là 160k nhé. 160k cho em bình voi như này. Đấy, đây, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn. 160.000 cho em bình voi như này. Hàng hot luôn các nhá. Đấy, dung tích 1,2 lít. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình này em đang bán là 101, cũng về cho bác giá chỉ còn là 90.000 cho một con bình thể thao như này thôi. Con này thì dung tích của nó sẽ là 90.000 cho con bình thể thao như này. Đó. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhé. Dung tích của nó sẽ là 1 lít này. Đấy, một con bình 1 lít chất lượng như này. Mà giá thì chỉ có 90k thôi các nhá. Đấy, giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Có rong giết các thứ đầy đủ cho bác này. Đấy, có rong chống nước các thứ đầy đủ cho bác luôn. Đây, nắp nếp của nó đây các bác này. Đấy, rất là ngon nhá. Đây, hàng của iPhone các bác này. Quả táo, logo quả táo bên trong này các bác này. Đó, đây. Đây, Inox 304 nhá, Su 304 các bác này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Có lưới lọc như này, có lưới lọc và có quai đeo như này nhá. Có quai đeo như này các bác này. Đấy, dung tích 1 lít nhá. Lên mã giúp cho em là bình thể thao nhá. Đây các bác xoáy bên này cho em là xong này. Con bình này kiểu dáng rồi hình kiểu dáng các thứ màu sắc rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, rất sặc sỡ, rất là đẹp luôn. Đó, và giá thì rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một con bình thể thao như này. Đấy, hàng 1 lít, hàng 1 lít rất là đẹp cho bác luôn. Đấy, vuông ván đẹp, có quai sách. Ưu điểm có quai sách như này rất là tiện, các bác có thể đeo vào xe máy, xe đạp rồi mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết. Giá sẽ là 90k. Anh em các bác nhá, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, rất là cao cấp cho các bác luôn. Đấy, 100ml nhá, 1000ml tức là 1 lít này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây câu bình các bác nhá, dây câu bình. Thì đây nó sẽ là một con dây như này.
Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho một con dây cô bình như này nhá. Đấy. 100% là đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, các cái phần kết nối của nó này, dây bằng đồng này, đấy, dây bằng đồng và cái phần ngoàm này cũng đều bằng đồng hết nhá. Rất là chắc chắn luôn. Đây, ngậm mà rất là chắc luôn các bác nhá. Đó, lõm tay vào luôn này các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái dây cô bình như này, bao gồm cho các bác là một màu đen và một màu đỏ như này để các bác xác định là âm dương nhá, xác định âm dương. Đó, con này thì chiều dài của nó khoảng là 3 mét nhé, chiều dài khoảng 3 mét và công suất của nó sẽ là 2000 mAh nhé, 2000 mAh đó, công suất của nó là 3 mét nhé, 2000 mAh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190k nhé, 190.000 thôi. Các bác lên cho em là dây câu bình nhá, đấy, dây câu bình, giá của nó sẽ là 190k cho một con dây câu bình như này, 190.000 cho một con dây câu bình như này nhá, đó nó rất là tiện luôn. Các bác lên mã cho em là dây câu bình, giá sẽ là 190.000. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Eto các bác nhá. Đấy. Eto kẹp này, một con Eto kẹp hàng của thương hiệu Asahi của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái hàng này giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Asahi nhá. Đây. Asahi này tem nhôm mà thôi. Độ mở của nó sẽ là 600 mm nhá, tức là 6 cm nhá, mà cực kỳ là ngon luôn đây các bác này. Đấy. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng rất là đẹp. Chất liệu của nó sẽ là thép pha gang nhá, thép pha gang. Đấy, chủ yếu là thép và pha thêm một chút gang để tăng cái độ nặng, độ đầm cho con Eto nhá. Đó. Một con Eto kẹp như này các bác có thể kẹp bàn hoặc là kẹp vào các cái thiết bị này mình sử dụng rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 190.000 thôi, 190.000. Các bác lên mã giúp cho em là Eto kẹp nhá. Đấy, lên cho em là Eto kẹp này, rất là đẹp luôn. Đấy, đây, hàng của thương hiệu Asahi nhá, Asahi như này. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác và giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là Eto kẹp, giá của nó sẽ là 190k. Đó. Eto nhá. Eto kẹp này. Đó, Eto kẹp. Giá sẽ là 190k cho một con Eto kẹp như này. 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem nhá, thước kẹp gem. Giá của nó thì sẽ là 100.000 cho một con thước kẹp gem như này. À, thước kẹp gem này giá sẽ là 100k. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước mà được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon, cực kỳ dày dẫn, bền bỉ và chắc chắn luôn. Đây các bác này, đó. Ở đây nó sẽ có phần cản pin như này về nhà, các bác giữ cái này ra cho em đó. Và các bác cho về không này, cho về không, sau đó thì mình bật nguồn lên mình đo này. Con này thì nó sẽ có 3 cách đo nhá. Thứ nhất là đo cái đường kính bên ngoài này, đấy. Thứ hai là đo cái đường kính bên trong này, và thứ ba là đo độ sâu nhá, đo độ sâu đấy. Thì con này tổng chiều dài của nó sẽ là 15 cm nhá, 150 mm, tức là 15 cm. Đó. Các bác cho về zero như này, sau đó thì các bác bắt đầu đo nhá, là ok. Đó, có kèm thêm cho các bác một viên pin và giá này chỉ có 100 cành thôi. Con này bằng điện tử thì nó nảy số luôn, cho nên là các bác đo nó rất là tiện. Và con này thì các bác dùng để đo các cái công việc mình làm thợ làm nghề thông thường là rất là ok. Đấy, nói chung là giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác rồi. Chỉ có 100k cho một con thước kẹp gem điện tử như này thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là thước kẹp gem nhá, lên gem là thước kẹp gem 100k. Đấy, được làm từ sợi carbon nhá, làm từ sợi carbon nhá, không phải là kim loại nhá, làm từ sợi carbon các bác nhá. Đấy, chứ không phải là bằng kim loại đâu. Không về nhà các bác là ý kiến bảo sao thế này thế nọ thì nó mất công. Đó, giá sẽ là 100 cành. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây lấy dấu nhá. Có lên treo là cây lấy dấu. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Một cái cây lấy dấu như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một cây lấy dấu như này nhá. Đưa cho chú cái hộp bốn phần tháp. Đấy, 40.000 cho một cái cây lấy dấu như này, rất là tiện luôn. Cái trong túi. Lấy cái trong túi. Một cây lấy dấu như này giá sẽ là 40.000 nhá. Hàng bằng đồng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, em sẽ lấy thử cho các bác xem nhá, lấy thử cho các bác xem. Đó, đây. Các bác này, các bác chỉ cần là dập như này là nó sẽ có dấu này. Đấy, đây. Các bác chỉ cần dập này thôi nhá, dập này này. Đấy là nó sẽ có dấu này. Đấy các bác thấy không? Đây dấu rất là rõ luôn nhá. Đấy, dấu này. Đấy. Các bác chỉ cần dập này nó sẽ ra dấu này các bác này. Đấy, dập này nó sẽ ra dấu này. Đấy. Thì các bác có thể lấy ở trên mọi chất liệu nhá, lấy ở trên nhôm, trên sắt, trên thép, trên gỗ, trên nhựa đều được ok hết nhá. Đấy, nó sẽ ra cái dấu như này. Rất là tiện các bác này. Đấy. Các bác dập này nó sẽ ra cái dấu này các bác này. Đấy, để các bác dùng để mình lấy dấu, xác định dấu để mình khoan, mình cắt, mình mà. Đấy. Giá thì sẽ là 40k cho một cây lấy dấu như này nhá. Lên mã giúp cho em là cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em là cây lấy dấu này. Đó. Các bác lên cho em là cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu giá sẽ là
40k trên một cây lấy dấu như này nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 40.000 trên một em lấy dấu như này nhá. Lên cho em là cây lấy dấu giá sẽ là 40k. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái hộp 5 mũi khoan tháp thì cũng có kèm thêm một cây lấy dấu luôn. Đó. Giá thì cũng chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 cho cái bộ cây lấy dấu như này, bao gồm cho các bác cây bộ mũi khoan tháp như này, bao gồm cho các bác là một cái mũi to, kích thước của nó là từ 4 đến 32, tức là từ 4 đến 3/2 này. Đấy, một mũi nhỡ này, một mũi nhỏ này và hai mũi mini nhá, hai mũi mini nữa. Đấy. Đây đầy đủ các kích thước cho các bác lựa chọn sử dụng đây. Đấy. Một cái bộ lấy dấu như này này rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đây, và thêm một con lấy dấu này nữa nhá, thêm hẳn một con lấy dấu cho các bác luôn. Đó, cũng rất là tiện các bác này. Các bác chỉ cần dập này là có dấu luôn nhá. Đấy. Dập này là có dấu luôn các bác này, rất là tiện luôn. Đó, hàng thì của thương hiệu Unica Japan nhá, Unica Japan. Đó, hàng Unica Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, các bác liên mã giúp cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhá, hộp 5 mũi khoan tháp. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này. Hộp 5 mũi này, đấy. Hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Khoan tháp giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k cho một hộp 5 mũi khoan tháp như này nhá, 180.000. Đó, sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, nó sẽ là một cái dòng keo để các bác dán ở trên bề mặt, ví dụ như là tôn này hoặc là tường này hoặc là các cái bề mặt khác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng cao su non và cái độ bám dính của nó rất là tốt luôn. Đó, về nhà các bác chỉ cần bóc ra mình dán vào là xong. Cái này thì chiều dài của nó sẽ là chiều này của nó sẽ là 10cm nhá, 10cm. Đó. Bản của nó là 10cm nhá, các bác lên cho em là keo 10, giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, keo 10. Giá của nó sẽ là 40k trên một cuộn keo 10 như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây coi này. Mua về dán trực tiếp lên mái tôn hoặc là các cái vết nứt ấy thì nó giúp là không bị ngăn nước vào. Mái tôn nhà ai mà bị rột ấy, thì dùng cho mình cái cuộn chống thấm này nhá. Cuộn dán chống thấm có loại 5cm, 10cm ấy. Mua về dán trực tiếp lên mái tôn hoặc là các cái vết nứt ấy thì nó giúp là không đấy, bị ngăn bám nước dính vào. Rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, qua theo. Đó. Mái tôn nhà. Giá thì một sản phẩm không thể thiếu trong mọi gia đình. Đây là cuộn băng keo Nano Japan. Đấy, giá thì bên giá bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế các bác nhá, đệm ghế. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con đệm ghế như này thôi. Nó sẽ là thuộc dạng đệm silicone như này. Đấy, và thiết kế theo kiểu hình lỗ than tổ ong như này. Thoát khí cực kỳ là tốt luôn và mềm. Đấy, chịu được cái độ đàn hồi rất là tốt nhá. Đấy, kéo ra xoắn vào mà nó vẫn về vị trí như cũ này. Con này thì các bác dùng để mình ngồi ở ghế này làm việc này hoặc là ghế văn phòng hoặc nói chung là tất cả các công việc đều được hết. Ở đây thì nó sẽ là một mặt cao su như này, một mặt cao su như này và một mặt của nó sẽ là dạng hơi dệt vải dệt 3D thoáng khí nhá. Đấy, mặt cao su thì để mặt dưới cho khỏi trơn trượt này. Các bác ngồi lên mặt trên này cho em, thoáng khí rất là tốt và có thể tháo ra giặt giũ được. Đó. Lên mã giúp cho em là đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, lên cho em là đệm ghế này. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k trên em đệm ghế như này. Đây em sẽ có video thực tế đây. Bị êm mông, thâm mông, đau lưng do ngồi nhiều. Nó được làm từ gel silicon mát lạnh và rất mềm mại, giúp mông lưu thông máu không gây ê ẩm. Nó có các lỗ thoát khí giúp giữ mông khô thoáng, tránh tình trạng đổ mồ hôi và gây thâm mông. Đây là đệm lót mông chống nổi. Rất là ngon lành luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác các sản phẩm đó là cái võng các bác nhé. Các bác lên cho em là lên mã giúp cho em là võng xếp nhé, võng xếp. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con võng xếp như này. Hàng võng xếp rất là tuyệt vời luôn. Con này thì nếu các bác mua ở dọc đường nó phải bán cho các bác khoảng 250.000 nhé. Hàng còn là hàng nhái, còn hàng của bên em đó là hàng thương hiệu đàng hoàng nhá. Võng xếp Phương Liên này, hàng có logo có thương hiệu đàng hoàng. Đó, thì cái chiều ngang của cái con đai này sẽ là 60 nhá, còn chiều rộng đấy, ở cái phần giữa này khi các bác banh ra thì nó phải khoảng từ 80 đến 1 mét. Và ưu điểm của nó sẽ là dòng 2 lớp nhá. Đấy, nó sẽ là dòng 2 lớp như này các bác này. Nó sẽ là 2 lớp như này. Thì khi sử dụng thì nó rất là bền bỉ các bác này đây. Nó sẽ 2 lớp như này. Rất là bền bỉ luôn. Nó sẽ là dệt theo kiểu là dệt 3D như này. Dệt 3D như này. Khi các bác nằm thì rất là thoáng và không bị đau nhá. Không bị đau. Đấy, cái ô này của nó nhỏ nhưng nó lại thoáng và không bị đau nhá. Và nó sẽ có đai như này. Khi các bác nằm thì nó luôn ở chế độ là banh như này nhá. Đấy, cho nên là dùng nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn.
lên mã giúp cho là võng xếp nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000 cho một con võng xếp này. Rất là tiện dụng cho các bác, mình mua về mình sử dụng, đầu dây đai điếc của nó đều là bằng thép hết, rất là chắc chắn luôn. Đấy, lên cho em là võng xếp này. Đó. Ba lên mã giúp cho là võng xếp nhá. Đó. Võng xếp giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho một con võng xếp như này. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo gang các bác nhá, chảo gang. Con này thì cái đường kính của nó chỉ có 13cm thôi, nó nhỏ nhỏ vậy thôi các bác nhá. Cái này các bác có thể dùng để rang hoặc là hấp hoặc là nói chung là nướng đồ ăn. Đấy, nướng đồ ăn các thứ đều là ngon hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là chảo gang nhá. Giá của nó chỉ có 80.000 một chiếc như này thôi. Cái này của nó thì nó sẽ là cái quai các bác xoáy vào như này cho em này, và cái quai này. Quai này mình có thể dùng để đeo được luôn, nó rất là tiện. Đấy, mình đeo được luôn. Và nó sẽ có hai cái đầu như này thì các bác có thể là rót đồ ăn thức uống này. Đấy, nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là chảo gang, giá của nó sẽ là 80.000 cho một chiếc chảo gang như này nhá. Đấy. Qua lên cho em là chảo gang này. Đó, lên cho em là chảo gang nhá. Chảo gang giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một chiếc chảo gang như này, rất là tiện dụng luôn. Hàng này thì khá là dày nhá. Và cái đường kính của nó chỉ có là 13cm thôi nhá, 13cm thôi nhá. Đấy, cái chiều rộng của nó chỉ có 13cm thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng các bác nhá. Dây điện vàng này đó. Thì con này dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Dây 1.5 đó, dây điện vàng và dây 1.5, dây hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, đây, hàng của thương hiệu Tachi con này. Đấy, Tachi made in Japan nhá. Ổ của nó thì nó sẽ là ổ đúc như này, ổ đúc như này nhá. Đó. Và dây thì dây siêu mềm luôn. Dây lõi đồng 1.5 nhá. Đây. Đấy. Dây của nó sẽ là dây lõi đồng 1.5. Khi cắm lên thì nó sẽ có đèn báo các bác nhá. Khi cắm lên thì nó sẽ có đèn báo ở đây này, có đèn báo ở đây cho nên các bác yên tâm. Có thể quan sát rất là rõ luôn nhá, có đèn báo luôn. Đấy, và một cuộn này của nó là 30 mét nhá. Một cuộn này của nó là 30 mét, dây thì nó rất là mềm. Dây thì có rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn. Giá thì đợt này bên shop lại về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Đó. Dây điện vàng này, lên cho em là dây điện vàng. Giá của nó sẽ là 220k nhá và bao ship luôn. 220.000 và bao ship cho cái dây điện vàng như này. Đấy, dây của nó là 30 mét nhá. 30 mét nhân với lại 1,5 mm nhá, 1,5 mm. Đó, dây của nó sẽ là 30 mét nhân 1,5 mm. Lên cho em là dây điện vàng 30 mét. Đấy, dây điện vàng 30 mét, giá chỉ có cho các bác là 220.000 thôi. 220.000 cho một cuộn dây như này, bao ship tận nhà cho bác luôn. Dây này thì nó có 1.5 thôi, cho nên là các bác dùng thì nói chung là cũng là ok thôi, dùng để thắp sáng này hoặc là làm máy khoan, máy cắt rồi các cái loại máy móc cũng ok các nhá. Đấy. Giá thì sẽ là một cuộn dây như này sẽ là 220.000. Lên cho em là dây vàng nha, giá sẽ là 220k, cuộn 30 mét nhân với 1.5 các nhá, 1.5. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái nhà hàng khách sạn, nó rất là thơm nhá, rất là thơm luôn. Đây. Đấy, chuyên dùng để trong các nhà hàng khách sạn rất là thơm. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý luôn nhá. Chỉ có 30.000 cho một lọ nước hoa này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu cái tam hút như này, tam hút như này. Đấy, và một cái nơ trang trí rất là đẹp luôn. Các bác mở cái nắp này ra cho em này. Mở cái nắp này ra. Đấy. Rất là thơm luôn, sau đó các bác cắm cái bấc này vào nhá. Cắm cái bấc này vào đây cho em này. Đấy, các bác cắm cái bấc này vào đây. Đó, thì là nó sẽ dẫn cái mùi hương thơm ra, nó rất là thơm luôn. Sau đó thì các bác cứ để trong phòng này, phòng khách, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet, phòng ngủ đều được hết nhá. Rất là thơm luôn. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các cái khách sạn này, rất là thơm. Đấy, các bác bảo sao đi khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này thôi. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Đó. Nước hoa khách sạn, giá của nó sẽ là 30k trên lọ nhá, 30.000 trên lọ này. Đó, giá của nó sẽ là 30.000 trên lọ nước hoa khách sạn như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lấy dây tai đa năng nhá. Đấy, có lên cho em là lấy dây tai đa năng. Lấy dây tai đa năng nhá. Con này thì nó sẽ là một con lấy dây tai như này. Đấy. Và có cho các bác là các cái đầu như này các bác này. Đấy, các cái đầu như này các bác chỉ cần xoáy ra cái này, các bác có thể đeo vào móc khóa rất là ok nhá. Đấy. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 chi tiết như này nhá, 6 chi tiết bên trong như này. Đấy, các cái đầu lấy này,
to nhỏ lớn bé dẹt tròn đấy, trai gái già trẻ đủ cả các bác nhá. Đó, để các bác có thể lấy được này. Đấy, có cả cái đầu lò xo này, có đầu lò xo này, ngoáy vào rất là thích luôn các bác nhá. Đó, giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 30k thôi. Lên cho em là bộ lấy dây tai đa năng. Đấy, bộ lấy dây tai đa năng giá sẽ là 60.000. Đó, bộ lấy dây tai đa năng này. Đấy, bộ lấy dây tai đa năng nhá, lấy dây tai này, lấy dây tai đa năng, giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k trên một bộ như này, 30.000 trên một bộ lấy dây tai đa năng như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đũa nhá, hai cái mẫu đũa đây. Đó, hai cái mẫu đũa như này thì nó sẽ có là đũa của Hàn và đũa của Nhật nhá. Đây, đũa này thì nó sẽ là đũa Hàn Quốc mạ vàng này, giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này. 60.000 cho một hộp như này, một hộp này của nó bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy, một hộp như này bao gồm là 10 đôi. 60.000 một hộp 10 đôi nhá. Đấy, các bác lên xem là đũa Hàn này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng đũa mà được mạ vàng ở đầu nhá. Ở đầu này nó sẽ là mạ vàng 18 carat, các bác dùng lúc nào nó cũng vàng chóe như này luôn, rất là đẹp này. Ở đít này thì ở phần đầu đũa này thì nó sẽ là đánh vân nhá, đánh vân đánh nhám chống trơn trượt, các bác gấp đồ ăn thức uống thoải mái luôn, gấp các cái đồ trơn cũng không sợ bị trơn nhá. Đấy, đồ có mỡ cũng không sợ bị trơn. Và đầu này nó sẽ là mạ vàng 18 carat như này, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái giá nó rất là tốt cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là đũa mạ vàng nhá. Giá chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 40.000 trên một vỉ 10 đôi. Nhà các bác hay có cỗ có bàn mua cho em từ 3 đến 5 vỉ nhá, từ 3 đến 5 vỉ. Đấy. Lên mã giúp cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đấy. Từ 3 đến 5 vỉ như này. Đấy, các bác có thể mua để mình sử dụng nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đũa Nhật nhá. Đây, đũa Nhật này. Đấy. Đũa Nhật thì đây. Đũa Nhật thì nó sẽ là cũng là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá, 10 đôi. Tất cả đũa Nhật, đũa Hàn thì đều được làm từ sợi thủy tinh nhá. Đấy. Cầm thêm cái đũa 7 màu luôn. Đều làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống được nấm mốc nhá. Đấy, con này chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này. Đấy, chống nấm mốc nhá. Hàng made in Japan nhá. Đấy, hàng made in Japan cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi, 40k trên một vỉ như này. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40.000, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đây, hàng mã tem mã vạch đàng hoàng. Đây, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đũa được làm từ sợi thủy tinh, chịu được nhiệt độ cao, kháng khuẩn, chống nấm mốc cực kỳ là tốt nhá. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là vỉ này nó sẽ là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá thì bên shop đang gửi tới các bác một vỉ như này. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ đũa Nhật như này nhá. 40.000. Đây. Còn đũa này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đây, Korea con này. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là 40k trên một vỉ như này, cũng 10 đôi luôn nhá. Đó. Đũa Nhật thì cũng 40.000, đũa Hàn cũng 40.000. Ngoài ra thì bên shop về cái đũa của Nhật dòng cao cấp nó sẽ là một vỉ như này, nó chỉ có 5 đôi thôi. Vỉ này có 5 đôi thôi nhá. Đấy. Cái này thì thành phần của nó thì 100% là sợi thủy tinh nhá, 100% là sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Và giá thì nó sẽ đắt hơn một chút, nhưng mà cái này thì nó sẽ có cho các bác là phân màu nhá, phân màu. Ví dụ gia đình nhà mình có 5 người thì nó sẽ có cho các bác là 5 đôi với 5 màu sắc khác nhau. Đấy. Ví dụ như là có của ông này, của bà này, của bố mẹ này. Đấy. Của ông, của bà, của bố mẹ này, chẳng hạn như thế, thì của em bé này. Đó. Và cái này của nó thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi. Đấy, một vỉ này của nó chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy. Lên cho em là đũa 7 màu nhá, đũa 7 màu. Đó. Đũa 7 màu. Một vỉ này của nó là 5 đôi nhá, một vỉ này 5 đôi. Và giá thì sẽ là 70k trên một vỉ 5 đôi như này. Phân này, phân khúc này là phân khúc cao cấp nhá, cao cấp. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu, một vỉ là 5 đôi. Giá của nó sẽ là 70k trên một vỉ này nhá. Hàng này thì cao cấp hơn rất là nhiều các bác nhá. Đấy. Có in hình các thứ này. Đấy, đặc sắc hơn, đẹp hơn, màu sắc sạch sẽ. Đấy các bác nhá. Lên cho em là đũa 7 màu, giá sẽ là 70.000 trên một vỉ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm bỏ em cái vỉ tất trắng. Cái tất vỉ, bỏ em cái vỉ tất trắng. Nó sẽ có cho các bác là hai loại đấy, đó là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất 10 nhá, tất 10 thì sẽ có màu đen và màu trắng, tất 10 sẽ có màu đen và màu trắng nhá. Đấy, đây. Có màu đen và màu trắng như này. Hàng của thương hiệu Nike nhá. Đó. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Đấy, lên cho em là tất 10 này. Giá của nó sẽ là 90k trên 10 đôi. Thì các bác lên cho em là tất 10 đen hoặc là tất 10 trắng nhá. Tất 10 đen hoặc tất 10 trắng. Đó. Thì bên em bán theo
theo vỉ như này chứ không không bán lẻ và không tách màu nhé, không bán lẻ không tách màu, lấy một vỉ là một màu luôn chứ không có một vỉ hai màu có nhá. Đấy, một vỉ là một màu luôn, lấy màu đen hoặc màu trắng. Đây, một vỉ này của nó là 10 đôi nhá, hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Đây, con này của nó thì thứ nhất của nó sẽ là co giãn 4 chiều này, co giãn 4 chiều. Đấy, co giãn 4 chiều như này các bác nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, chống hôi chân nhá, chống hôi chân, thấm hút mồ hôi tốt. Chất liệu 100% là sợi bông tự nhiên, đi thì cực kỳ là thích luôn. Hàng của thương hiệu Nike 100% là sợi cốt tông nhá, sợi cốt tông. Đấy, rất là đẹp luôn. Logo của hãng nó thêu trực tiếp này, đấy, Nike các bác nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một cái vỉ tất như này bao gồm cho các bác là 10 đôi mà giá 90.000. Đấy. 10 đôi 90.000, tính ra chỉ có 9.000 một đôi tất như này thôi. Đó. Các bác cũng khó đi đâu mà mua được 9.000 cho một đôi tất đẹp như này. Cho nên là bên shop bán rất là nhiều. Bán rất là nhiều luôn, lên cho em là tất 10 đen hoặc tất 10 trắng nhá. Có màu đen, có màu trắng như này, giá rất là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái dây sạc nhá. Dây sạc thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là sạc béo và một mẫu là sạc gầy. Đấy, đều là dòng sạc nhanh hết nhá. Đều là dòng sạc nhanh hết. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Con to này thì nó sẽ là sạc béo này, sạc béo này. Chiều dài của nó thì chiều dài của nó khoảng trên 1 mét nhá. Chiều dài của nó khoảng trên 1 mét cũng khá là dài luôn và tiện ích cho các bác sử dụng này. Đây. Đấy. Và con này thì của nó thì những cái đầu kết nối này của nó rất là chắc chắn luôn, rất chắc chắn các bác này. Cho nên các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc béo này, sạc béo. Giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sạc béo nhá. Đó, lên cho em là sạc béo. Sạc béo này. Giá của nó sẽ là 50k trên bên em sạc béo như này nhá, 50.000. Đó. Còn ngoài ra thì bên shop cũng có cái sạc gầy như này. Kích thước chiều dài của nó thì cũng như nhau, nhưng mà dây của nó thì sẽ là dây nhỏ hơn, nhưng mà cũng là dây sợi dù nhá. Một đầu này của nó thì bao gồm cho các bác là 3 sợi, 3 đầu như này, một dây 3 đầu như này. Thì các bác có thể sạc được Samsung, iPhone, Oppo, biết các thứ đều chơi được hết nhá. Con này thì nó nhỏ hơn một chút thôi, còn lại là nó cũng chiều dài thì nó tương đương nhau nhá, dài tương đương nhau. Thì con này các bác lên cho em là sạc gầy nhá. Con sạc gầy này thì nó có hai màu như này. Đấy, thì em bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên nhá. Lên mã cho em là sạc gầy, giá sẽ là 30k nhá. Đó, sạc béo này, sạc béo 50.000. Sạc gầy này, giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái giỏ để giỏ. Cái này các bác lên cho em là vợt hái hoa quả nhá. Đấy, vợt hái quả này. Đấy. Các bác lên cho em là vợt hái quả. Đấy. Vợt hái, giỏ hái hoa quả hoặc vợt hái hoa quả cũng được. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái vợt hái hoa quả như này nhá. Về nhà các bác cắm cho em cái xào vào đây này, sau đó thì làm cái ốc vít mình bắt vào này. Đấy, thì ví dụ như các bác bứt xoài, bứt nhãn rồi bứt các cái dòng hoa quả đều được hết nhá. Đó, giá thì chỉ có 60 cành thôi. Ví dụ quả xoài, quả xiếc các bác đưa vào cái lẫy núm các bác giật phát là nó rơi bụp vào trong này luôn. Xoài, hồng xiêm, nhãn, nói chung những cái quả to là giật là rất là ngon, hoặc là các cái loại hoa quả đều được hết. Đấy. Thì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một cái giỏ hoa quả như này nhá. Lên cho em là giỏ hoa quả, giá sẽ là 60.000 trong cái giỏ hoa quả như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái keo đa năng nhá, keo đa năng. Đây. Một hộp như này thì nó sẽ là 60g và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k cho một lọ keo đa năng như này nhá. Lên cho em là keo đa năng nhá. Keo đa năng. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh. Keo đa năng, lọ nó màu xanh như này nên keo đa năng xanh nhá. Giá của nó sẽ là 20k trên một lọ như này. Và bác nào mua từ 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác cái giá là 50k trên 3 lọ nhá. 50.000 trên 3 lọ luôn. Đó. Dòng này nó sẽ là một cái dòng keo đa năng cực kỳ là nhạy luôn, dùng thì rất là tuyệt vời. Các bác có thể dùng để dán tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, độ bám dính của nó rất là tốt. Lưu ý các bác là để cho em từ 2 ngày nhá. Đấy, từ 24 đến 48 giờ. Đấy, 24 đến 48 giờ là ok nhá. Giá rất là tốt cho bác xem luôn. Đây có cái video thực tế đây. Cảm của bạn với tờ giấy. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép.
keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá. Các bác lên trên là mỏ hàn xanh. Con này chuyên để dùng hàn thiếc và ở đây thì nó sẽ có gọi là cái đầu cấp thiếc tự động luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, hàng của Đức. Đấy, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây, hàng made in Germany các bác này, made in Germany, hàng của Đức. Giá sẽ là 130.000. 130.000 các bác nhá. Đấy. 130.000. Đấy, thì các bác sẽ lắp cái này vào đây cho em này, lắp cái này vào đây. Đấy, các bác sập cái này vào đây cho em này. Sau đó thì về nhà các bác có cái cuộn thiếc, các bác cho cái cuộn thiếc vào đây thì là các bác sẽ cho vào cái ống này, cho vào cái ống này, cho vào cái đường đỏ này nó sẽ dẫn thiếc vào nhá. Đấy, ở đây thì nó rất là tiện, bóp này, có công tắc đẩy này, bóp này là cái thiếc nó ra nhá. Đấy, con này thì rất là tiện dụng luôn. Và hàng này nó sẽ là hàng của Đức này, sử dụng điện một. Đấy, ghế đấy là ghế B đấy. Hàng của Đức nhá, made in Germany này, sử dụng điện 220V này, công suất của nó sẽ là 150W nhá, 150W. Đó đây, công suất của nó sẽ là 150W nhá. Đấy, 150W, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 130.000. 130.000 cho cái bộ sản phẩm này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh nó màu xanh như này, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó. Một con mỏ hàn Đức như này. Giá sẽ là 130k nhá. Công suất của nó sẽ là 150W đó. Hàng made in Germany cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước móc khóa nhá. Thước móc khóa con này thì để cho anh em dân chuyên làm nghề này. Đấy, anh em thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đó, ở đây thì nó sẽ là chiều dài của nó là 2m. Bên em có màu bạc và màu đồng, màu bạc, màu đồng, màu vàng. Chắc là em gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đó, màu bạc, màu vàng, màu đồng như này. Đây, màu đồng này. Đây, màu vàng này. Và đây, màu bạc này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000. 50.000 cho một con thước như này. Lên mã. Xong rồi. Lên mã. Cái nửa này đấy vào đi. Đây, cái này quận rồi bỏ vào đây. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa nhá. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ là 2m nhân với lại 6mm này, 2m nhá. Chiều dài của nó là 2m này. Nó sẽ là một cái dạng thước dây như này nhá, có thể quấn vào được như này. Nó bằng thép nhưng có thể quấn vào được như này các bác này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Rất là đẹp các bác này. Đấy, kích thước của nó là 2m và chiều bản này của nó là 6mm nhá. Rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là thước móc khóa nhá, thước móc khóa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Đó. Thước móc khóa này. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k trên một chiếc nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Để các bác đeo vào móc khóa như này. Anh em các bác làm thợ, làm nghề đấy, dân ID, dân chế cháo hoặc là sử dụng nó rất là tiện đấy. Ví dụ các bác đi khảo sát công trình ông chiếc, chỉ cần cái thước kéo lên cái là đo được luôn. Hoặc anh em thợ mộc thì biết cũng rất là tiện đấy. Để mình đo sơ qua, sơ lược như này đấy. Tối đa của nó là 2m thôi nhá. Tối đa nó là 2m. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá, giá sẽ là 50.000 như này, rất đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động của nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là găng tay lao động này. Ở đây thì nó sẽ có màu đen, màu nâu, màu xanh thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, và bên shop là bán theo combo các bác nhá, theo combo. Đấy. Theo combo 5 đôi thì sẽ là 40.000 và một bịch như này là 12 đôi. Bịch này 12 đôi sẽ là 70.000 nhá. Đấy, 12 đôi sẽ là 70.000. Ưu điểm của cái găng tay này ấy, thì nó rất là tiện ích các bạn, rất là tiện ích. Thứ nhất là có cao su chống trơn trượt này, đút vào được. Có cao su chống trơn trượt này. Thứ hai là nó cái độ co giãn của nó vừa phải nhá. Nó không giãn quá và nó cũng không ôm quá. Đấy. Không giãn quá, không ôm quá, cho nên là khi các bác sử dụng ấy thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đây, có cao su nhá, độ bám dính rất là tốt luôn. Đây, khi đeo các bác thấy không? Đấy, tay to tay nhỏ đeo vừa hết nhá. Đấy, còn nó có cái độ giãn nhất định cho nên nó rất là ôm tay này. Trông nó rất là thật luôn. Trông nó đúng như là bàn tay thật luôn các bác này. Đấy, trông nó đúng như bàn tay thật như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, bên em thanh lý được cái lô công ty nó thanh lý nhá. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đây, con này các bác dùng để làm vườn này
hoặc là dùng để lao động này, rất là tuyệt vời luôn. Hoặc các bác có thể dùng để mình đi xe máy, đi ngoài đường, chống nắng rất là tốt luôn. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là găng tay lao động, giá sẽ là, nếu các bác lấy lẻ thì giá sẽ là 5 đôi là 40.000, 5 đôi sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Bên cho em là găng tay lao động này. Găng tay lao động. Nếu các bác lấy 5 đôi nhá, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. Đấy, còn các bác lấy một bịch như này là 12 đôi này. Bịch này là một tá nhá, 12 đôi. Đấy, bịch 12 đôi nhá, lấy cả bịch đi. Bịch 12 đôi, giá sẽ là 70.000 thôi. 70.000 trên bịch 12 đôi. Khuyến khích các bác nên mua cả bịch sẽ được giá tốt hơn. Đấy, có màu xanh, màu đen và màu ghi. Thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác này. Đấy, hàng nó sẽ là nguyên trong bịch như này, nguyên trong bịch như này các bác nhá. Đấy, nguyên trong bịch như này thì bên em sẽ gửi nguyên trong bịch như này cho các bác nhá. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Cầm cho cái điện thoại 2 sim. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái dòng điện thoại nhá. Điện thoại thì bên em có dòng 1 sim và dòng 2 sim. Đó. Đây. Có dòng 1 sim và dòng 2 sim các bác nhá. Đó. Dòng 1 sim và dòng 2 sim, giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Con 1 sim này thì giá của nó sẽ là đây. Đấy, nó sẽ có cả màu đen cả màu ghi nhá, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đó. Đấy, lô này nó về cả màu đen cả màu ghi luôn nhá, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, điện thoại 1 sim đây. Về nhà các bác chỉ cần bóc ra lắp vào cho em là xong. Ở đây nó sẽ có cái băng dính như này. Đấy, có cả một cái lớp băng dính này, về nhà các bác bóc cái lớp băng dính ra cho em nhá. Đấy, có lớp băng dính chống xước ở cái màn hình này nữa. Về nhà các bác bóc ra cho em. Đó, đây. Có lớp băng dính chống xước, về nhà các bác bóc ra nhá. Đó. Giá thì sẽ là 150.000 cho con điện thoại 1 sim như này. Lên mã cho em là điện thoại 1 sim, giá sẽ là 150.000. Về nhà các bác bóc mở cái nắp này ra này. Đấy, rất là chặt luôn nhá. Hàng của hãng nó khác hẳn, rất là chắc chắn. Rất chắc chắn, cẩn thận cho các bác luôn. Đây. Đấy. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em nhá. Đây. Các bác lắp pin vào cho em nhé. Cái lẫy pin nó hơi chặt nhưng mà nó với bám tốt, thì các bác đẩy chặt nó xuống nhé, đẩy căng nó xuống. Đây, logo của Nokia các bác này. Đấy, rất là chặt luôn, nắp của nó khá là chặt đấy các bác. Đấy, sau đó thì các bác về các bác lắp sim vào cho em nhé. Màn hình phím nổi nhá, phím nổi rất là rõ ràng luôn. Sẽ kèm cho các bác là một máy, một pin và một cục sạc nhá. Hàng đều là của Nokia hết nhá, logo của Nokia đây. Đấy, con này là một sim. Cầm thêm con 2 sim. Con này là một sim nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 150.000 cho con một sim như này. Đấy. Đấy, giá sẽ là 150.000 cho con điện thoại một sim như này nhá, hàng của thương hiệu Nokia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con 2 sim này. Có lên cho em là điện thoại một sim nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là điện thoại một sim nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 này, 150.000 cho con điện thoại một sim. Con này sẽ là con một sim này. Ngoài ra thì bên shop có con 2 sim đây. Con này nó sẽ là con điện thoại 2 sim này. Con 2 sim này của nó thì nó sẽ to hơn một chút các bạn, to hơn một chút đấy. Và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là đi đầy đủ này, cũng có pin, có cục sạc đầy đủ luôn. Đây, Nokia hết nhá. Đấy. Hàng của Nokia nguyên đai nguyên kiện như này. Con này thì nó sẽ là 2 sim nhá. 2 sim cho các bác luôn. Đây, về nhà các bác tháo ra. Tháo ra lắp pin vào cho em này. Đấy, con này sẽ là hai khay sim như này nhá. Tháo ra lắp pin vào này. Đấy, hai khay sim luôn. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác nhá. Về các bác lắp vào cho em là xong. Sau đó thì mình bật nguồn lên. Đây, bật nguồn lên các bác này. Đó. Con này thì nó sẽ là hai khay sim nhá. Hai khay sim thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Hai khay sim như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Sau đó thì các bác chọn cho em là tiếng Việt này. Đấy, về nhà các bác chọn cho em tiếng Việt này. Ok này. Đó, đã xong, tiếng Việt như này. Đó. Đây, đấy, một sim 1, sim 2 nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Logo Nokia này. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Mới con điện thoại 2 sim như này, shop đang trân trọng gửi tới các bác. Giá chỉ có cho các bác là đi một con điện thoại 2 sim này, giá chỉ có 250.000 nhá. 250.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Lên theo là điện thoại 2 sim, giá sẽ là 250.000. Đấy. Điện thoại 2 sim này, giá sẽ là 250.000. Bao sim tận nhà cho bác luôn nhá. Bao sim tận nhà cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái lấy dây tai đèn nhá. Có lên cho em là lấy dây tai đèn này. Đấy. Lên cho em là lấy dây tai có đèn nhá. Đấy, con này thì nó có đèn cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái thân lấy dài như này và một cái nhíp gấp. Đấy, combo cho các bác là hai món. Về nhà các bác xoáy ra.
Đấy, lắp pin mà cho em có kèm cho các bác pin luôn. Giá thì chỉ có 60 cành thôi, quá rẻ luôn các bác cho một cái bộ lấy dây tai như này. Lắp pin thì lưu ý các bác là lắp đúng đầu cho em nhá. Đấy, lắp đúng đầu pin cho em để cho nó lên nhá. Các bác lắp đúng đầu pin cho em. Sau đó thì mình xoáy vào này. Đấy, xoáy vào. Đây, xoáy vào. Bật đèn lên này. Đấy, bật đèn lên là đèn nó sẽ lên này. Và đây nó sẽ có hai cái đầu nhíp, nó cũng bằng nhựa. Nó bằng nhựa thì các bác lấy nó rất là an toàn và nó lại là dẫn sáng này. Đây, cho vào nó dẫn sáng như này, thông minh chưa các bác ơi. Đó, cho vào nó dẫn sáng như này nha, để các bác cho vào tai mình lấy này. Đèn không dùng nữa, mình tắt đi thằng sau đít này. Đấy, nó dẫn sáng thì các bác lấy rất là ngon nhá. Đấy, giá chỉ có 60k thôi. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là một con lấy bằng nhíp này nữa này. Đây, lấy bằng nhíp này nữa này. Đấy, con nhíp này cũng có đèn luôn. Đây. Combo hai món như này. Hai cái này là các bác phải dùng nhiều nhất rồi. Nhíp này để gấp này, còn cái này để ngoáy này. Đó. Giá thì chỉ có 60k thôi nhá. Lên mã giúp cho em là lấy dây tai đèn nhá. Lấy dây tai đèn giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác lại còn được tặng kèm thêm 3 viên pin nữa. Đấy. Nó sẽ có sẵn pin đây rồi. Đấy, có sẵn pin cho các bác rồi nhưng mà vẫn được tặng kèm thêm 3 viên nữa nhá. Tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đó, nói chung là rất là phục vụ tới nơi luôn các nhá. Phục vụ tới nơi luôn. Đó, đây. Đấy. Có sẵn pin rồi lại còn được tặng kèm thêm 3 viên pin nữa. Đấy. Thì nó rất là tiện. Đây. Bác xoáy cái này ra cho em. Đấy, sau đó thì mình lại bỏ vào trong cái lọ bình thường. Đấy. Đầy đủ công năng, chức năng sử dụng cho các bác luôn. Hai cái ngoáy này và một cái lấy như này. Đấy, có sẵn kèm pin cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ combo cho bác như này nhá. Lên cho em là lấy dây tai đèn nhá. Đó, lấy dây tai đèn này, giá của nó sẽ là 60k thôi. 60k cho một con lấy dây tai đèn như này nhá, 60.000. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 60k thôi. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy xí tóc nhá, hàng của thương hiệu Toshiba. Thì bên em còn mấy con nữa. Giá thanh lý cho bác chỉ có 95.000 cho một con này thôi. Có màu đỏ và màu đỏ và màu đen nhá. Công suất của nó sẽ là 1800W. Đấy, công suất của nó sẽ là 1800W. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Hàng thanh lý giá chỉ có 95k thôi nhá. 95k cho một con máy xây tóc như này. Không thể tin nổi luôn các nhá. Đây, hàng thương hiệu Toshiba này, 1800W nhá. Hàng của Toshiba 1800W. Giá sẽ là 95 cành cho một con máy xây tóc như này nhá. Máy xây tóc hàng của Toshiba. Con này thì hai công tắc như này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Nóng nhanh nhá, chạy khỏe nóng nhanh và rất là bền bỉ luôn. Đây, đấy, đầu máy so với chiếc của nó này. Hàng rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Toshiba. Đấy, 1800W rồi. Ok, 95k nhá, 95k. Đấy, em chỉ còn có mấy con thôi. Bác nào nhanh tay thì được thôi các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là lên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm tẩu Toyota nhé. Các bác lên cho em là bơm tẩu Toyota. Đó, hàng của thương hiệu Toyota này. Đấy. Rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Con này cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Hàng rất là nặng. Cầm đàm chắc tay, rất là chất lượng cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Toyota nhá. Hàng của thương hiệu Toyota các bác này. Đấy. Có đồng hồ báo nhá, có đồng hồ báo. Con này thì tối đa của nó là lên được tới là 80 pít các bác nhá. Đấy, 80 psi các bác này. Đấy. 80 psi, có công tắc này các bác này. Đấy, có công tắc đây. Hàng chất lượng cho bác luôn của thương hiệu Toyota các bác này, Toyota. Rất chất lượng cho bác luôn. Và đây là cái đầu tẩu nhá, để các bác cắm vào ô tô nhá. Đầu tẩu để cắm vào ô tô này. Đấy, còn đây là cái đầu vòi bơm của nó này, đầu vòi bơm của nó này, bằng đồng hết các bác này. Đấy, đầu vòi bơm bằng đồng hết nhá, rất chất lượng luôn. Các bác xoáy cái đầu bằng đồng này vào van đi là xong. Và dây của nó là dây vải nhá, dây vải chống đứt chống rối luôn. Dây vải chống đứt chống rối, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là bơm tẩu Toyota nhá đây. Các bác để vào đây nó rất là gọn này. Đấy. Nó sẽ là một cái vòng như này. Trước tiên là các bác cho em cái cho em cái dây vào đây trước này. Đấy, cho cái dây vào đây trước này. Đấy, cái dây này, cái lõi này để các bác bỏ cái dây này vào này. Sau đó thì mình ấn cái dây này vào cho em. Đó, đây. Rất là gọn như này con này. Đấy. Cất đi cũng rất là gọn luôn. Đó, các bác có thể bỏ trên cốp xe ô tô rất là tiện ích nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Đấy, giá thì bơm tẩu này, bơm tẩu Toyota, giá của nó sẽ là 180.000. Hàng về cho bác cái mẫu này giá rất là tốt cho bác luôn, giá rất tốt nhá. Bơm tẩu Toyota. Đó. Về nhà các bác chỉ cần là cắm vào trong cái tẩu ô tô là mình sử dụng thôi. Giá rất là tốt, 180.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Lên cho em là khoan mini. Đấy, 180.000 cho cái khoan mini như này. Ở đây thì nó sẽ là một con máy khoan như này này.
nó sẽ là một con máy khoan như này, kèm thêm cho các bác là một cái tay nối dài đây. Con này thì có cả xoáy ra có cả xoáy vào nhá, có cả xoáy ra có cả xoáy vào luôn, rất là tiện con này đấy. Và hàng tương đối là khỏe nhá, nó sẽ có các cái đầu vít như này, các bác có thể lắp trực tiếp các cái đầu vít này vào cho em này. Lắp trực tiếp đầu vít vào đây để mình sử dụng này. Đó, đây có thấy không, đây đấy, xoáy ra xoáy vào nhá. Con này thì máy chạy rất là khỏe luôn các nhá, đấy máy chạy rất là khỏe luôn. Đó, máy chạy tương đối là khỏe nhá. Và combo của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này, đây có cả cái con nối dài này luôn này. Có con nối dài này. Đấy, con này để các bác đưa vào các vị trí khó nhá. Đấy, con này để các bác đưa vào các vị trí khó này. Đấy, lắp ốc lắp vít và đưa vào vị trí khó thì em rất là ok luôn nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, có cả đầu nối dài nhá. Có cả đầu nối dài để các bác lắp các cái đầu khẩu đầu kiếp vào luôn, đầu vít vào luôn. Đây. Ở đây thì nó sẽ có bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 8 đầu khẩu này, có 8 đầu khẩu này. 1 2 3 4 5 6 7 7 đầu vít này, 7 cái đầu vít cơ bản này, có một mũi khoan này và có cả các cái đầu lục giác, đầu hoa thì đầu ngắn như này nữa các bác này. Đấy, combo hết cho các bác luôn. Đấy, đây, combo đầy đủ cho các bác như này. Có cả một cái tay nối dài như này nhá, một cái tay nối dài như này. Đấy, nó sẽ đựng vào đây như này. Đấy thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là combo như này các bác nhá. Đấy, combo như này. Đựng trong một cái hộp nhựa như này rất là tiện dụng này. Các bác có thể mang đi chiến công trình hoặc là anh em sử dụng để sửa chữa cũng rất là ok nhá. Đấy, combo của nó như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ combo như này nhá. Đấy, combo như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khoan mini nhá. Đây, con này thì nó sẽ là cầm tay như này con này, cầm tay như này. Có cái đế sạc này con nhá, có đế sạc này. Về nhà thì các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, có cái lỗ cắm sạc đây, về nhà các bác cắm vào cái dây sạc điện thoại nhà mình nhá. Cắm dây sạc điện thoại nhà mình. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là khoan mini nhá, khoan mini. Giá sẽ là 180k. Đó đây, khoan mini này, 180.000 cho con khoan mini này. Các bác nên mua cái bộ này thì sử dụng rất là tiện dụng nhá, rất là tiện dụng tiện ích luôn. Khoan mini giá sẽ là 180k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc diệt gián tận gốc cô nhá. Đấy, con này thì diệt kiến gián tận gốc luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k cho một lọ này. 15.000 cho một lọ thuốc diệt kiến gián tận gốc như này các bác nhá. Hàng này thì rất là nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì chuyên trị diệt kiến gián tận gốc luôn. Đây, cách dùng thì các bác nhỏ từ 5 đến 7 giọt này vào đường đi của vào đường đi hoặc là nơi chúng trú ẩn nhá, là chúng sẽ bị tiêu đời luôn. Đó. Giá thì sẽ là 15k cho một lọ như này. Bác nào lấy từ 3 lọ trở lên thì tính cho bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. 15k cho một lọ như này. Lên cho em là thuốc lọ thuốc dán nhá, lên cho em là lọ thuốc dán, giá sẽ là 15k. Đấy, lên cho em là lọ thuốc dán này. Lọ thuốc dán. Lọ thuốc dán nhá, giá của nó sẽ là 15k trên một lọ. Và bác nào lấy từ 3 lọ thì giá sẽ là bằng 40k cho 3 lọ nhá. 40.000 cho 3 lọ như này. Đấy, lên cho em là lọ thuốc dán nhá. Con này thì đặc trị diệt gián tận gốc luôn. Đó. Chuyên diệt kiến gián tận gốc luôn nhá. Đấy, diệt kiến gián tận gốc luôn. Rất là hiệu quả. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Giá của nó sẽ là 15k trên một lọ nhá. 15.000 trên một lọ như này. Lấy từ 5 lọ, 3 lọ thì giá sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng đôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bấm móng đôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. À, lên cho em là bộ móng trắng đi. Đấy, lên cho em là bộ móng trắng nhá. Đó. Bộ móng trắng. Nó màu trắng mà. Bộ móng trắng nhá. Đấy, bộ móng trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. 70k cho một cái bộ móng trắng như này. Lên cho em là bộ móng trắng 70k. Sản phẩm thì đựng trong một cái hộp nhựa hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đựng trong một cái hộp nhựa cực kỳ là chất lượng và xịn sò luôn. Nó sẽ đựng trong cái hộp nhựa như này nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái kéo để tỉa lông mũi này, một kéo tỉa lông mũi này. Một cái mài để các bác mài mài móng tay này, một cái mài móng tay nhá. Đấy, cái này còn bọc nguyên giấy bóng này. Và hai cái bấm móng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng bằng inox trắng nhá, inox trắng cực kỳ đẹp này. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, Winling, hai người của Đức, thép không gỉ nhá. Đấy, con này thì nó không quá là dày đâu, nó vừa phải thôi. Nhưng mà nó lại rất là bén các nhá. Đấy, nó rất là bén luôn. Đấy, rất là bén các bác. Đấy, cắt rất là ngon. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Bộ combo cho bác bao gồm là 4 món như này con này, 4 món như này. Một đôi bấm móng này, đấy rất sắc luôn các bạn. Đấy, cắt rất thích bạn. Ồ, con này cắt rất đã luôn các nhá. Đó, cắt rất là đã luôn.
thì bao gồm cho các bác là hai cái bấm, một cái bấm thường, một cái bấm khóe này, một cái kéo để các bác cắt tỉa làm vệ sinh da tay này, đấy, và một cái tẩy như này các bác, một cái gọi là một cái mài nhá, một cái mài móng như này để các bác chuyên để mài này, đấy, chuyên để mài, con này mài cũng rất là ngon luôn đấy. Thì cắt xong các bác có thể mài đi. Đấy. Combo cho các bác là 4 món như này. Lên cho em là bộ móng trắng nhá, lên cho em là bộ móng trắng. Bộ móng trắng giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ móng trắng như này nhá. Đấy. Bộ móng trắng này giá của nó sẽ là 70.000. Đó, 70.000 cho một cái bộ móng trắng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Các bác lên cho em là nạo 5 món luôn. Hôm trước thì bên shop có cái nạo 3 món, hôm nay thì về tiếp cho bác cái lô này nó là nạo 5 món luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Nó sẽ bao gồm là một con dao này, đấy, một con dao, một cái nạo hai mặt này, một cái con để các bác gọt hoa quả này, một cái chuyên dụng để làm bánh này, và một cái nạo tay không như này nữa. Đấy. Bộ này của nó thì khá là đa di năng luôn nhá. Đây, như trên hình này, đấy, như trên hình như này. Bao gồm cho các bác là 5 món này. Đấy, để em sẽ vui ra cho các bác xem. Đấy. Rất là nhiều món luôn các nhá. Đấy. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác đây. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con dao này. Con dao này thì vừa để dùng để bổ hoa quả này, vừa là có nạo luôn, vừa để khui bia này, vừa để đánh vẩy cá, đa di năng hết nhá. Đấy, đa di năng hết các bác này. Một con dao này. Tiếp theo là đến một con nạo hai mặt như này. Có cái đầu này để các bác vệ sinh luôn nhá. Nạo rất là bén luôn con này. Nạo thì một bên là nạo vỏ, một bên là nạo sợi này. Tiếp theo nữa là đến một cái này để các bác dạng như là các bác làm bánh này, hoặc là mình là lấy lõi, đấy, lấy lõi mình đẩy vào đây mình lấy lõi này. Đấy, nạo các cái loại ấy. Và tiếp theo là một cái như này. Con này thì em cũng không biết là nó dùng để làm gì. Thì các bác có thể sử dụng con này cũng được rất là nhiều công việc nhá. Đó, rất là công việc. Đấy, tiếp theo nữa là một con nạo như này. Một con nạo như này con này. Con này thì nó sẽ là hai bên, một bên nạo vỏ và một bên nạo sợi này. Đấy, 2 4 5 món nhá. Combo cho các bác là 5 món như này, giá sẽ là 70.000 nhá. 5 món như này 70.000. Cũng khá là nhiều món luôn và giá rất tốt cho bác luôn nha. 5 món 70.000. Tính ra vào chỉ có hơn 10.000 một món này thôi. Hơn 10.000 một món này thôi các bác nhá. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng bằng inox sáng bóng đẹp này các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là nạo 5 món này. Nạo 5 món, giá sẽ là 70k cho một cái bộ nạo 5 món như này nhá. 70.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít đen nhá. Vít đen này. Đấy, bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một tô vít trợ lực và một cái bộ bao gồm là 6 mũi vít, giá sẽ là 60.000 nhé, 60.000. 6 mũi vít với 12 đầu vít khác nhau luôn. Đó. Nó sẽ là combo 6 mũi vít và 12 đầu vít khác nhau, tha hồ cho các bác sử dụng luôn. Ở đây thì nó sẽ là combo như này các bác này. Đấy, combo như này. Tha hồ các bác thoải mái sử dụng luôn. Đây. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm là một cái tay vít đen trợ lực rất là tốt luôn. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều trợ lực rất là tốt nhá, và 2 4 6 cây vít với 12 đầu khác nhau. Đây. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào theo là xong. Đây, lắp vào này. Các bác khi lắp thì các bác nhấn cái này xuống này. Đó. Xoáy nhanh nhá. Thứ nhất là xoáy nhanh đảo chiều. Đấy, có đảo chiều luôn cho các bác nhá. Có đảo chiều luôn. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều và có trợ lực rất là tốt nhá. Đấy. Cái này thì các bác có thể cho ra cho vào tùy theo. Đấy, tùy theo nhá. Đó. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con vít đen như này thôi. Thép CRV nhá, rất là đẹp luôn. Lên theo là vít đen nhá, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60.000 cho một con vít đen như này. Con này thì các bác mua về để sửa chữa. Đấy, thép CRV này, 13 trong 1 này các bác này. Đấy, 13 chi tiết trong một cái đầu vít như này. 13 đầu luôn, 13 tính năng luôn các bác nhá. Đấy. Và đây là các cái đầu vít của nó này, các cái đầu vít của nó đây. Đấy, rất là đa di năng luôn, giá thì cực kỳ hấp dẫn nhá. Chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em là vít đen nhá, giá sẽ là 60.000 đây, một con vít đen 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Giá sẽ là 180.000, có kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc đây, một cái cáp sạc. Đấy. Lấy cái dao bóc cho em cái này. Bóc cả đống. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con đèn pin như này, mới nguyên đai nguyên kiện cho các bác luôn. Đấy các bác này, đấy, rất là sáng luôn nhá. Đây, cái điểm sáng em dọi bàn cho các bác xem này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, các bác theo. Đây. Rất sáng luôn nhá. Và pha của nó rất là dọi luôn. Con này có thể dọi xa được từ 300 đến 800 mét nhá. Dọi rất là xa luôn, pha của nó dọi rất xa luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá là 180.000. Đó. 180.000. Đây. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này các bác này. Đấy. Các bác giữ lì cho em thì nó sẽ sang cái đèn bên này nhá, sang cái đèn bên này.
Đấy, và các bác tiếp tục là giữ lì thì nó sẽ đèn nhỏ, đèn đỏ cảnh báo các bác nhé. Đó. Và đây là nó sẽ là một cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn nhé. Tấm pin năng lượng mặt trời này. Tiếp theo là cái đầu này để phá kính này. Đây có nam châm hít này. Đây có phá kính này, nam châm hít này, cắt dây này, cái này để cắt dây này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là la bàn này, la bàn này. Tiếp theo là còi hú này. Đấy, la bàn, còi hú và rất là nhiều tính năng khác nữa nhá. Sạc cho điện thoại con này. Sạc ra cho điện thoại và sạc vào nữa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 180k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Giá sẽ là 180.000. Đó. Đây. Đựng trong cái hộp này, nguyên cái hộp của nó cũng đã đảm bảo khẳng định chất lượng rồi nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 180k cho bọn em, đèn pin cảnh sát Nhật như này. Nó rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là đèn pin này. Cảnh sát Nhật nhá, cảnh sát Nhật giá sẽ là 180k trên một em nhá. 180.000 trên một em đèn pin cảnh sát Nhật thế này. Đó, đèn pin cảnh sát Nhật giá 180k. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái cưa xích các bác nhá. Các lên cho em là cưa xích này. Đấy, nó sẽ là một cái dạng cưa dây xích như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho mấy cưa dây xích như này thôi. Giá sẽ là 30.000 các bác nhá. 30.000 cho một cưa dây xích như này. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, những cái đầu đai đầu điếc của nó rất là chất lượng các bác này. Đầu đai rất chất lượng luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình cưa ống nước này, cưa gỗ, cưa cây, cưa cành này. Đấy. Đưa đi em bẻ cho. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k thôi. Lên cho em là cưa dây xích nhá. Giá sẽ là 30.000. Đó. Cưa dây xích. Đây các bác này, đấy, những cái đoạn ống nước như này nhá, vì cưa kiếc là đưa vào nó rất là khó, nhưng mà đây giờ các bác cắt thì nó rất là đơn giản các bác theo. Đấy. Đấy, hoặc là các bác có thể cưa cành gỗ này. Đấy, cưa cây, cưa gỗ nói chung là đều được hết nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Lên cho em là cưa dây xích nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một con cưa dây xích như này thôi, rất là tiện. Ở nhà các bác có ống nước, ống niếc, những cái đồ mình cần sử dụng ấy thì mình cho vào cho em, rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là cưa dây xích, giá của nó sẽ là 30k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chốt cửa các bác nhá. Chốt cửa nó sẽ là một con chốt cửa như này, bao gồm cho các bác là hai cái một cái chốt này và một cái để các bác bắt vít này và ốc viết đầy đủ cho bác luôn. Con này thì các bác lên cho em là chốt cửa nhá. Đấy, chốt cửa giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k trong cái chốt cửa như này. Lên cho em là chốt cửa nhá. Đó. Chốt cửa giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k trên em chốt cửa như này. Combo của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Chốt cửa 40k. Đây các bác này. Đấy, các bác chỉ cần bắt vít vào cho em, sau đó thì mình lắp vào là mình sập vào xong. Đấy, cánh cửa tủ này, cửa chuồng chó, chuồng mèo, những cái cửa nhỏ nhỏ ấy là các bác dùng cái loại nhỏ này cho em. Nó rất là vừa xinh các bác theo. Mình chỉ cần bắt vít vào là xong thôi. Nó có sẵn ốc vít rồi. Đấy, bắt vào thì mình đóng vào, mình sập vào cái là xong, còn tay kéo nó sẽ ra nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Chốt tự động rất là tiện, có lò xo đẩy 40k nhá. Rồi ok. Hello chào bác nhá. Nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji Made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân với 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại, điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì
Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này. Một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món thôi nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này. Chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá. Có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh này, đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá. Một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này,
một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên xem là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên xem là bộ chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên xem là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên xem là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên xem là màu chà neo nhá, màu chà neo. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy mài dao các bác nhá. Máy mài dao, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi các bác. Đó. Một con máy mài dao cực kỳ chất lượng như này và giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy mài dao nhá. Đó, máy mài dao. Giá của nó sẽ là 80.000 trên một em máy như này. Con này thì nó sử dụng điện 220 bình thường. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là xong nhá. Đấy, cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi, sau đó thì mình mài thôi nhá. Đấy, cắm cái củ sạc điện thoại cho em là bật công tắc này lên là máy chạy này. Máy chạy cực kỳ là khỏe và chắc luôn. Đây, em sẽ test thử cho các bác xem nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Đây, con này thì nó sẽ cắm vào cái chân USB nhá. Chân USB. Đấy, các bác chỉ cần cắm cho em vào cái chân USB này là xong rồi này. Đấy. Đây, em sẽ cắm thử cho các bác xem. Nó sẽ là có một cái dây sạc như này. Đấy, có một cái dây sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái chân USB cho em. Đó. Đây nhá, các bác cắm vào cái chân USB này. Đấy, cắm USB cho nó đấy các bác. Bật công tắc lên là máy chạy thôi. Đây. Đấy. Các bác nghe tiếng máy nó chạy chưa? Đó. Thì các bác đưa dao vào mình mài. Đây nha, ví dụ em mài trực tiếp cho bác xem cái lưỡi dao dọc giấy nhá. Đây, các bác đưa vào mài này. Đấy, các bác theo. Đấy, các bác đưa thì cứ nhẹ nhàng cho em nhá. Mình đưa mạnh quá thì máy nó sẽ bị dựng nhá. Đấy, cho nên là mình cứ đưa bình thường thôi. Đấy, các bác trông nó tóe lửa đấy chưa. Đó, rất là tiện nhá. Các bác có thể đảo chiều như thế này này. Đấy, đảo chiều như thế này cho em này. Đấy, các bác theo. Và đây là cái bên trên nữa này. Bên trên nữa nhá. Bên trên thì nó không có cái chiến này các bạn. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái mài ở đây nữa này. Cái mài bằng cơ tay ở đây nữa. Đấy, rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, thì cái này các bác mài thì mình cái lượng tay mình ép nó vừa phải thôi nhá. Đừng cho vào mạnh quá nhá. Cho vào mạnh quá thì nó sẽ bị dừng. Đấy. Bình thường em cho như này nó đã tóe lửa lên này là các bác biết rồi. Đấy, rất là bén luôn nhá. Đó, đây. Và em mài thì con này em mài trên cái sống dao này, này. Đấy, mài trên cái sống dao mà nó cũng đã sắc rồi này các bác này. Đấy. Rất là tiện dụng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác mình con dao dọc giấy như này. À con máy mài dao như này nhá. Đấy. Máy chạy rất là khỏe luôn các bác nhá. Máy chạy rất là khỏe luôn các bác nhá. Đó. Cắm vào ổ USB nhá, dây của nó đây. Về nhà có cắm vào cái sạc chân sạc điện thoại nhà mình ấy. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con như này thôi. 80.000 cho một con máy mài dao này thôi nhá. Các bác lên kia là máy mài dao. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một em như này nhá. 80.000 cho một em máy mài dao như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó. Họ mài cái con dao nó rất là nhanh bén luôn các bác thấy không? Đó, đây. Đó, thấy không? Đây. Chuyên để mài dao này. Họ mài cái thẻ ngân hàng mà còn thái được thịt thì các bác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn F1 nhá. Lên mã giúp cho em là đèn F1. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn F1 như này. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là đèn F1 này. Đó. Đèn F1 giá của nó sẽ là 130.000 một em nhá. 130.000 cho một con đèn F1 như này. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn đầy đủ các cái bộ phận các bác luôn. Ốc vít này rồi đai này rồi điều khiển nhá, ốc vít đai điều khiển. Và sản phẩm chính của nó sẽ là một cái con đèn như này. Đấy, một con đèn như này có kèm cho các bác là một cái chân pin à một cái pin năng lượng rời nhá. Và dây của nó thì dài khoảng từ 3 đến 5 m, dây dài từ 3 đến 5 m. Ở nhà thì các bác cắm vào đây xem, cắm vào đây xem. Đó, sau đó thì mình bật này. Đó. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhé. Con này nó dùng cảm biến luôn. Nó dùng cảm biến các bác nhé. Đấy, thì có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi kết thúc nó sẽ tắt nhé. Đây, có chế độ tắt bật bằng điều khiển này. Bật lên này. Đấy, tắt đi này. Bật lên này. Có chế độ sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này. Có tắt đi này, bật lên này. Đấy, sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này. Đó, có điều khiển từ xa luôn này các bác điều khiển nhé. Rất là tiện luôn. Và cũng có công tắc điều khiển như này. Đấy, rất là tiện này. Các bác có thể dùng để mình để vào các cái vị trí để mình sử dụng trực tiếp này, hoặc là ăn cơm ăn nước. Con này nó có mắt cảm biến luôn nhá, có mắt cảm biến luôn. Và cái tấm pin của nó đây,
tấm pin thì các bác chỉ cần để lên cái vị trí nào mà ánh sáng ok là được thôi, kể cả các bác để cửa sổ cũng được đấy, có mắt cảm biến này, bình thường bật lên là nó sẽ sáng như này các bác này, đấy, tắt đi các bác này, đó, rất là ngon lành luôn nhá. Thì con này công suất của nó cũng tương đối khá là sáng để cho các bác có thể sử dụng trong cái công việc hàng ngày các bác nhé. Đấy, thì nói chung là mình sử dụng ngoài cổng, ngoài cửa hoặc là hành lang hoặc tất cả các cái khu vực đều ok hết, thì nó cũng rất tiện các bạn. Đấy, mình tận dụng cái ánh sáng năng lượng mặt trời, nó cũng rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. Đấy, 130k. Tên mã giúp cho em là đèn F1 nhá. Đèn F1 giá sẽ là 130k cho một con đèn F1 như này. 130.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là cân sức khỏe này. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi các bác nhá. Đó. Đây. Cân sức khỏe nhá. Bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì cũng rất là tốt cho các bác thôi. Thì một con cân như này giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con cân sức khỏe như này thôi nhá. Đấy, lên cho em là cân sức khỏe này. Đó. Cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k trên một em nhá. Nhà nào cũng nên có một chiếc để các bác theo dõi tình trạng sức khỏe, tình trạng cân nặng để mình biết được mình điều tiết cơ thể của mình. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, có kèm cho các bác là một cái đôi pin và một cái ấy luôn thôi nhá. Đấy, đây, hàng của Nhật đây, chữ nghĩa đây các bác này. Đó. Kèm cho các bác là một đôi pin như này, một đôi pin này về nhà các bác lắp pin một cho em. Một đôi pin và một cái thước đo luôn nhá, một cái thước đo luôn. Đây. Đấy, có kèm cho các bác một cái thước đo như này nhá, một cái thước đo này. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Về nhà thì các bác tháo pin lên cho em này. Đấy. Tháo pin lên cho em. Sau đó thì các bác lắp vào nhá. Đó. Đây, tháo pin ra này. Tháo cái lấy pin ra các bác lắp vào cho em. Đó. Lắp vào. Đây, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Đây các bác này. Sau đó thì các bác cân như bình thường thôi. Đấy. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đây nhá. Con này thì nó sẽ có báo cả nhiệt độ luôn nhá, có báo nhiệt độ luôn. Đây. Đấy. Em hiện tại bây giờ đang là 66,5 kg nhá. Nhiệt độ bên em bây giờ 66 nhá. 66,6 kg. Nhiệt độ bây giờ đang là 30 độ C nhá, 30 độ C và 66,6 kg. Đấy, số quá đẹp luôn các bác nhá. Đó. Thì con này bên shop đang bán cho bác cái giá là 100k nhá. Lên cho em là cân sức khỏe này. Cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100.000 cho một em cân sức khỏe này. Con này các bác dùng thì rất là tiện, các bác cứ để trong phòng ngủ, phòng khách để các bác liên tục kiểm tra sức khỏe. Khi dùng thì các bác ấn cái nút này lên cho em là nó sẽ lên này. Bình thường nó sẽ tự tắt nhá. Đấy, nó sẽ tự tắt và khi các bác ấn thì nó sẽ lên. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân luôn nhá, 180 cân luôn. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe các bác nhá, cân sức khỏe. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Đấy. Bên shop bán khá là nhiều rồi các bác nhá. Và cái giá thì cũng rất là tốt cho các bác luôn. Giá rất là tốt luôn, 100k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Đấy, cầm cho anh cái cân 10 ở đây đi. Đấy. Thì bên shop cân thì có hai mẫu đó là cân 5 và cân 10. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đây, cái mẫu này nó sẽ là cân 5 này. Đấy, cân 5 này. Ở đây thì nó sẽ là con này nó sẽ là cân được 5 cân nhá, cân được 5 cân. Đấy, cân được 5 cân thôi. Thì bên em gọi nó là cân 5 nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Nhật các bạn, hàng của Nhật. Đấy, nó sẽ có kèm cho các bác là một đôi pin luôn, cũng kèm cho các bác một đôi pin như này. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là lắp tháo cái lẫy này ra, lắp pin vào cho em này, lắp pin vào là xong. Đó, tháo lẫy này ra, lắp pin vào này. Đó. Tháo lẫy ra, lắp pin vào là ok. Đó. Con này thì nó sẽ cân được tối đa là 5 cân thôi nhá, cân được tối đa là 5 cân. Cho nên là bên em gọi nó là cân 5 nhá. Đây, em đặt cái này lên coi. Đó. Khi cân thì các bác lưu ý là để cân bằng cho em nhé, để cân bằng cho em. Đây nút nguồn này các bác, bật lên tắt đi này. Đấy. Đây. Đấy, để đây cho các bác nhìn cho nó rõ nhá. Đó. Đây các bác này. Đấy, thì ví dụ như đây giờ em đặt cái điện thoại này lên này. Em đặt cái điện thoại này lên này. Đấy thì nó sẽ là 213-14g cho cái điện thoại như này nhá. Sau đó thì em nhấn chức năng là trừ bì thì nó sẽ về 0 này. Sau đó thì em lại đặt cái cân của nó lên này. Lấy cái cân của nó thì nó sẽ là 230g, 229g. Con này thì nó tính từng gam một nhá, kể cả bây giờ khi các bác di chuyển vào nó có gió là nó cũng nảy số đấy nhá. Đấy cho nên là các bác cân là phải thăng bằng và không có gió nhá. Đấy thì các bác muốn cho về 0 thì các bác lại nhấn cái nút nguồn này nó sẽ về 0. Đấy. Thì các bác lên cho em là cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân thôi. Cân tối đa được 5 cân nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là chỉ 50 cành thôi. Đấy, lên cho em là cân 5 này, cân 5
giá của nó sẽ là 50k. Về nhà các bác cân đồ ăn thức uống đồ lặt vặt trong gia đình nhà mình cũng ok. Đấy, lên cho em là cân 5 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mã đó là cái cân 10 này. Đấy. Các bác lên cho em là cân 10. Con này thì nó cân được tối đa là 10 cân. Đấy, tối đa là 10 cân. Con cân 5 thì của Nhật và con này thì hàng của Đức nhá. Đây, made in Germany này. Đó, hàng của Đức nha, made in Germany. Con này thì cũng có kèm cho các bác là một cái đôi pin luôn. Và con này thì nó sẽ là hàng của Đức. Mặt của nó sẽ là mặt inox và cân được tối đa là 10 cân. Nó sẽ là hàng to hơn một chút. Đây, các bác mở ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình lắp pin vào này. Con này nó cũng có hai viên pin như này thôi. Nói chung là những cái pin con thỏ nhỏ như này thì mình dùng nó sẽ rất là lâu hết các bác nhé. Đấy, dùng nó lâu hết ạ. Cho nên các bác dùng yên tâm thôi, không phải lan tăn. Đấy, tại vì con này nó tự ngắt nữa cho nên nó cũng rất là lâu hết luôn. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, thì bao giờ nó cũng chế độ là các bác nhấn cho em là chế độ gam nhé, là ok. Đó, bật nguồn lên. Đấy, các bác bật nguồn lên chế độ gam ok này. Đấy, đây em sẽ cho cái điện thoại này lên này. Đấy, cho cái điện thoại này lên. Đó, 214 gam nhé, chuẩn luôn các bác nhé. Đấy, sau đó thì em đặt cái cân này lên này. Các bác trừ bì thì các bác lại nhấn cho em cái số 0 này. Đó, thì nó sẽ về 0. Sau đó thì các bác đặt cái này lên cho em này. Đó là sẽ có tính năng trừ bì luôn nhá. Đó, thì nó rất là tiện ích cho các bác khi mà các bác sử dụng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là cân 10 nhá, cũng có tính năng trừ bì luôn. Lên cho em là cân 10. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là cân 10 nhá. Đấy, lên cho em là cân 10. Giá của nó sẽ là 160k cho một con cân 10 như này. 160.000 thôi nhá, 160.000 cho con cân 10 như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi các bác nhá. Đấy, cái này thì bên shop bán rất là nhiều và con này thì nó cũng khá là hit hot cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Đấy, một con phích đun sôi như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thôi. 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu sữa nhá. Đấy, đợt này về lại cả màu đỏ này nữa luôn. Thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi, các bác hết sức thông cảm tại vì hàng nó về theo lô nhá. Đấy, có lô thì có màu đỏ, có lô thì màu sữa, có lô thì màu xanh. Đấy, hàng về theo lô cho nên bên em sẽ gửi ngẫu nhiên. Đây, rất là đẹp các bác này. Hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá, dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá, dung tích của nó 3 lít. Đấy, con này thì vừa là đun nóng vừa là giữ nhiệt được luôn. Đây. Đấy, công suất của nó sẽ là điện 220V, 1300W và dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá, rất tiện dụng luôn. Đây là cái đế của nó này. Đấy. Nói chung là đầy đủ bộ sản phẩm như này. Một con phích đun chất lượng như này nhá. Đấy, một con phích chất lượng như này các bác. Đấy. Đây, các bác chỉ cần là như này cắm điện là xong thôi. Đó, mình cứ để đây. 3 lít cơ mà, thoải mái sử dụng luôn. Buổi sáng đến các bác cho nước vào mình đun này. Sau đó thì khi mà mình sử dụng thì mình lấy ra. Đấy, khi mình pha trà, pha sữa, pha cà phê nhá. Nắp niếc của nó này. Đấy, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Dung tích là 3 lít, thoải mái sử dụng các bạn. Đấy. Và nắp xoáy của nó cũng rất là kín khít luôn. Thì nó giữ nhiệt rất là tốt. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Khi bác rót thì nhấn cái này cho em này, nhấn cái này cho em. Đó, đóng mở đây. Có cả hướng dẫn luôn. Đấy, và khi mình cắm thì nó sẽ lên đèn nhá. Khi mình cắm thì nó sẽ là lên đèn đỏ hoặc đèn xanh tùy theo khi mình đun nấu. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một con phích đun sôi như này giá chỉ có 180.000 thôi. Các bác lên cho em là phích đun sôi nhá. Đó, phích đun sôi. Phích đun sôi này, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho một con phích đun sôi như này. Đó, khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Rồi, ok. Hello chào các bác nha. Nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Đấy, rất hit hot để phục vụ các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc móc khóa iPhone nhá. Sạc móc khóa iPhone, con này thì nó chuyên dùng cho điện thoại iPhone thôi. Đó, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Đây, đang báo sạc vào đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Đấy, các bác cắm này là nó vào các bác này, báo pin đang sạc này. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới bác một con sạc móc khóa iPhone như này. Giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k. Đó, hàng nội địa của Nhật. Sẽ kèm cho các bác là một cáp sạc này và một cái dây móc khóa như này. Về các bác đeo vào đây và các bác có thể treo vào móc khóa này hoặc là treo vào các cái vị trí nào mình để sử dụng nhá, rất là phù hợp luôn. Đó, giá thì bên shop thanh lý cho bác cái giá chỉ có là 20k cho một con sạc móc khóa này thôi nhá. Đấy, sạc móc khóa chuyên dùng cho điện thoại iPhone nhá. Thì con này rất là tiện luôn, các bác có thể để móc khóa, để bao lô, để túi xách, để đâu cũng được.
khi điện thoại mà hết pin thì các bác có thể là sạc trực tiếp như này, sạc trực tiếp này cho em này, đó, sạc trực tiếp này cho em, đó, thì giá thanh lý cho các bác nhá, giá thanh lý cho bác luôn. Bên em về lô này thì chắc là được khoảng vài chục bộ, thì thanh lý cho bác giá chỉ có 20k thôi nhá. Đấy, lên cho em là sạc móc khóa iPhone nhá, sạc móc khóa, lên cho em là sạc móc khóa được rồi, đó, sạc móc khóa nhá, đấy, sạc móc khóa thanh lý, giá của nó sẽ là 20k một chiếc nhá, 20.000 một chiếc như này, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, một cáp sạc này, một dây móc khóa để đeo và một con sạc như này. Con này dung lượng pin của nó sẽ là 1.500 mAh nhá. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá để cho các bác, giá chỉ có cho các bác là một con sạc như này, giá của nó chỉ có là 20k thôi nhá. Giá cực kỳ là chất luôn, 20k cho một con như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bạt phủ xe các bác nhá, bạt phủ xe. Con này thì nó khá là to luôn và rất là tiện để các bác dùng để phủ xe đạp, xe máy đều được hết nhá. Xe đạp, xe máy ok hết nên cho là bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe. Đấy, bạt phủ xe giá của nó sẽ là 50k trên một chiếc như này nhá. 50.000 trên một chiếc như này. Cái này thì nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể là mình bóc ra này. Đấy, bóc ra sau đó thì mình giả ra mình sử dụng thôi. Nó sẽ là một con bạt rất là to luôn các nhá. Đấy. Nó rất là to như này coi. Đấy, rất là to như này. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 2m và một chiều là 1m nhé. Đấy, 2m, 1m. Và nó là thuộc cái dạng là hình phễu nhé. Hình phễu đấy, 2m nó giở ra được như này. Đấy, nó sẽ có cả dán như này luôn. Các bác giở ra nó rất là to luôn. Thì khi giở ra, mình có thể chùm lên xe máy, xe đạp điện rồi các loại xe đều ok hết nhé. Đấy, nó rất là to rộng như này các bác này. Đấy, rất to rộng luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để phủ lên xe thì rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì... bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 50k thôi nhé, 50k thôi. Đêm đã đưa kia là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000, rất là to luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng ni lông nhá. Đấy, ni lông lưới các này, ni lông lưới. Đấy, có cái độ dai nhất định không bị rách nhá. Đấy, ni lông lưới nên rất là bền luôn. Đấy, giá thì rất là hợp lý cho bác nhá. Đó, giá rất là hợp lý, chỉ có 50k trong cái bạt phủ xe như này thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là một cái sản phẩm rất là hit hot. Đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con robot các nhá. Đấy, một cái em robot cực kỳ là chất lượng như này. Và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Đây. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chạy bằng pin nhá. Đấy, nó sử dụng pin 18650. Bên shop về số lượng cho các bác và giá rất là tốt luôn. Một con robot như này. Hàng cực kỳ là chất lượng cho các bác để các bác sử dụng nhá. Đây. Ở đây thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cáp sạc này, một cái miếng lau đây để các bác về các bác cho vào này. Đấy. Và đây nó sẽ là một con máy như này. Nó sẽ có màu trắng và màu đen, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Nó có hai màu, màu trắng và màu đen không nhá, màu trắng và màu đen. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên, cái màu trắng màu đen nó không có quan trọng đâu. Đấy, về nhà thì các bác cho em cái miếng dán vào đây, đặt cái miếng dán vào đây nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có cái miếng dán đây này. Đấy, miếng dán để lau này các bác dính nó vào đây, sau đó thì mình đặt nó vào. Đấy. Và nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc như này nhá, kèm thêm cho các bác một cái cáp sạc như này. Về nhà khi các bác sử dụng thì tháo cho em cái bánh xoay này ra này, cái bánh xoay này ra. Đó, sau đó thì các bác bật nguồn này lên là nó sử dụng được thôi. Đó, bật nguồn lên các bác nhé. Đấy là sử dụng các bạn. Đấy, nó rất là tiện ích như này. Con này thì giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là khi mà rác nó vào thì rác nó sẽ ở trong này và các bác tháo ra là các bác vệ sinh cho em nhé. Nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130k cho con robot hút bụi này thôi. Lên cho em là robot này. Đó. Robot hút bụi. Hút bụi nhá. Giá của nó sẽ là 130k một con này nhá. 130.000 cho con robot hút bụi này thôi. Khi các bác sử dụng thì ở đây nó có một cái cản pin như này nhá. Về nhà các bác rút cho em cái cản pin này ra này. Đấy, rút cái cản pin này ra thì mình mới sử dụng được. Đấy, sau đó thì bật lên này. Đấy, bật lên là máy nó sẽ chạy con này. Đấy, máy nó chạy con này. Đấy, con này thì nó sẽ là cảm biến luôn nhá. Đó. Ví dụ như là đi vào các cái vị trí gầm hay ngóc ngách hay là chạm vào đồ vật thì tự nó sẽ quay trở lại các bác nhá. Đấy. Các bác thấy không? Rất là tiện luôn. Đấy. Rất tiện nhá. Nó sẽ tự nó quay trở lại nhá. Đấy, và nó sẽ đi vào các cái vị trí khác rất là tiện luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì nó cứ chạm vào đồ vật là nó sẽ quay lại thôi. Đấy. Kể cả trên cái thảm này. Đấy, nó còn đi lên được cả trên cái thảm luôn các bác này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Rác rưởi các thứ này, lá lẩu nó hút hết vào được luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy. Để em sẽ test cho các bác một ít cái giấy này luôn. Đây các bác này. Đây. Con này thì nó hút khá là khỏe luôn các bác nhá. Đấy. Đấy. Thì các bác giấy rác rồi nói chung là đồ dùng rồi rác rưởi trong nhà là nó đều xử lý được hết thôi nhá. Đấy.
cút sạch luôn các bác nhá, rất là tiện dụng luôn. Đó các bác thấy không? Đấy. Thì nó có cảm biến, tức là khi mà chạm vào đồ vật là nó tự nó quay lại, và để các bác cứ để cho nó chạy trong nhà như vậy rất là sạch và tiện ích luôn. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Con này nó chạy pin 18650 nhá. Hết pin thì các bác có thể mình sạc pin, mà pin mà bị hỏng để dùng lâu rồi hỏng thì các bác có thể thay pin, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, 130.000 cho một con robot hút bụi này nhá. Đó, đấy các bác thấy không? Đó, rất là tiện ích luôn. Đấy, tất cả các gầm giếc ngóc ngách nó đều chui vào được hết nhá. Đấy, cái nào mà vừa chiều ngang của nó là nó chui vào được hết, rất tiện luôn. Đó. Đây, rồi em sẽ tháo ra cho các bác xem nhá. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác nhấn nút này để chạy này, nút này để dừng này các bác này. Đấy. Nó sẽ có cấp độ chạy như vậy đây. Đây. Rác rưởi các thứ nó hút vào đây này. Đấy. Em vừa nãy có để có một tí thôi mà nó hút vào đây các bác nhá. Đấy, nó hút vào này. Đấy các bác theo. Rác rồi bụi bẩn này. Đấy. Mới có một tí thôi mà nó đã hút được như này rồi. Thì chứng tỏ là trong cái nền nhà em thì nó rất là sạch, nhưng mà những cái dòng bụi mịn, bụi miếc như này mà nó vẫn hút vào được các bác này. Đấy, các bác theo. Thì nói chung cũng rất là tiện ích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác giá rất là hợp lý nhá. Chỉ có cho bác là 130.000 cho một con máy hút bụi này thôi. Giá này là giá không tưởng luôn các nhá, giá không tưởng luôn. Đấy, không hề tưởng tượng được nó có một cái giá tốt như này các nhá. Đấy. Lên cho em là robot hút bụi nhá. Robot hút bụi giá sẽ là 130.000. Đấy, con này nó chạy thì nó chỉ cần các bác chỉ cần là lắp pin mà là xong thôi. À các bác chỉ cần sạc pin thôi. Nó rất là tiện, nó không bị sử dụng pin thường mà nó là quả pin 18650 ở đây rồi. Đây, các bác bật như này nó chạy này. Đấy. Nó sẽ có hai chế độ các bác. Đấy, một này. Đấy. À cái này nó chỉ có một chế độ thôi. Các bác chỉ có bật nguồn lên là xong thôi. Đó. Rồi ok nhá. Anh em các bác lên cho em là robot hút bụi nhá. Giá sẽ là 130k cho một em như này, 130.000. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy thì con này bên shop bán khá là nhiều rồi. Về nhà thì có cái miếng dán ở đây này. Đấy các bác dán nó vào đây, sau đó thì mình dán cái miếng mút này lên. Đó thì nó sẽ là combo như vậy. Và các bác tháo cho em cái cản pin cộng với tháo cái chân ấy này ra nhá. Cái chân bánh xoay này ra này. Đấy, cái này là chân giữ bánh này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Các bác xem kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, không lại lúc mình về mình nhận hàng xong mình không biết cách sử dụng như nào các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước giặt xả nhá. Đấy, nước giặt xả. Con này thì vừa giặt vừa xả vừa tẩy luôn. Nó sẽ là hàng đa di năng cho các bác. Đấy, giá thì bên shop bán theo hộp này thì một hộp của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 5 bịch nhá, 5 bịch. Giá của nó sẽ là 80k trên một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì một bịch này sẽ là 20.000 một bịch nhá, 20.000 một bịch. Của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng viên các bác nhá, thuộc cái dạng viên như này các bác này. Đấy, một bịch của nó sẽ là 20 viên và nó sẽ là thuộc cái dạng viên keo như này. Các bác về các bác ném trực tiếp vào quần áo cho em, không cần phải bỏ vào lọ đâu. Nó sẽ là cái dạng keo như này, các bác về các bác ném trực tiếp vào quần áo cho em nhá. Cái này mùi thơm của nó rất là dễ chịu luôn. Đấy. Thì con này nó rất là nhiều tính năng nhá. Đấy. Thứ nhất là tẩy sạch này. Đấy, thứ nhất là tẩy trắng này. Đấy, tẩy trắng này. Tẩy trắng sạch này. Đấy. Thứ hai là diệt khuẩn này. Đấy. Thứ hai là diệt khuẩn này. Và thứ ba là thơm coi nhá. Đấy. Tẩy trắng sạch, diệt khuẩn và thơm. Đó. Thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó, và một hộp như này của nó sẽ là 5 bịch, giá sẽ là 80.000, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho một bịch như này nhá. Các bác có thể mua lẻ cũng được. 20k một bịch như này. Thì một bịch này thì các bác mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút thôi. Thì các bác có thể mua lẻ thử 1-2 bịch để mình dùng thử. Ok thì các bác có thể mua tiếp, còn cái này em bán rất là nhiều rồi. Đấy, giá thì nó rất hợp lý thôi. Chỉ có 80.000 cho một bịch như này, và một bịch này của nó thì nó vào khoảng là 20 viên, một bịch là 20 viên. Mỗi lần giặt các bác cho em từ 3 viên, 3 đến 5 viên tùy theo lượng quần áo nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp thì đây nó sẽ là một con chổi như này các bác này, một con chổi như này. Về nhà thì các bác bóc qua cho em này. Đấy, bóc ra thì em gửi cho các bác vài hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, và nó sẽ có cho các bác một cái miếng mút lau như này, một cái miếng mút lau như này rất là tiện luôn, để các bác có thể vệ sinh lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp, các bác, chổi lau bàn bếp giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Chổi lau bàn bếp. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, giá chỉ có 40k thôi. Con này nó sẽ là bằng cơ, rất là tiện dụng luôn, 40k cho một em như này. Thì ở đây nó sẽ là một con chổi như này, về nhà các bác chỉ cần là lắp ráp vào cho em như này xong này. Đấy. Lắp ráp cho em như này thôi. Đấy, các bác ấn nhấn nó vào.
nó có cái lẫy đây, các bác nhấn vào cho em này. Đấy, có lẫy này các bác nhấn vào này. Đấy, ở đây nó cũng có cái lẫy như này, các bác để cho các bác đẩy chéo này nó vào này. Đấy, khi các bác sử dụng thì mình kéo vắt thì kéo như này nhá, còn khi lau thì mình cứ thế này mình lau thôi, cứ thế này mình lau nhá, còn khi sử dụng thì mình kéo vắt như này chị em. Đó, kéo vắt như này nha, rất là tiện luôn nhá. Đấy, kéo vắt này chị em, rất là tiện luôn. Các bác có thể lau bàn bếp, lau bàn ăn, lau kính, lau các loại lau luôn, lau thập cẩm ngũ vị, lau cái gì cũng được các bác nhá. Đấy, đây các bác này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một con chổi lau bàn bếp như này thôi nhá. Lên cho em là chổi lau bàn bếp. Chổi lau bàn bếp giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, kéo vắt như này nó sẽ vắt này. Đấy, kéo vắt này nó sẽ vắt này, rất là tiện nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây nhá, nó rất là tiện các bác này. Đấy, các bác lau xong này. Đấy, gạt nước xong thì mình có thể mình vắt đi là xong. Nó rất là tiện luôn. Đấy bác thấy không? Đó. Lau bàn ăn, bàn bếp rồi nói chung là tất cả cái độ thấm hút của nó rất là tốt nhá. Đấy. Gạt thực phẩm, gạt thức ăn sau đó thì sau đó thì mình lau xong thì mình vắt đi là xong. Đấy, vắt thì nó rất đơn giản thôi. Đấy, lau kính, lau bếp, lau bàn ăn, lau chậu rửa này. Rất là đa di năng luôn nhá. Đó, vắt thì mình chỉ cần kéo lên là nó sạch luôn, khô luôn. Rất tiện, sau đó các bác lại treo lên nhá. Đây, khi vắt các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em mấy lần là nó sẽ sạch khô hết luôn nhá. Sau đó thì mình treo lên, rất tiện. Chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một em như này, rất siêu tiện dụng luôn, siêu tiện dụng luôn nhá. Đó, rất là ngon. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sạc đa năng các bác nhá. Cái này lên là cái gì nhỉ? Sạc đa năng à? Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là sạc đa năng nhá. Đấy, lên cho em là sạc đa năng. Đấy, lên cho em là củ sạc đa năng, giá của nó sẽ là 80k cho một cái củ sạc đa năng như này nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc nhanh của iPhone nhá. Sạc nhanh của iPhone đây các bác này. Đấy, sạc nhanh, hàng của thương hiệu iPhone nhá. iPhone 14 Pro Max này. Ở đây thì nó sẽ có hai cổng USB và hai cổng Type-C nhá, thì nó rất là tiện luôn. Đó, giá thì sẽ là 80k, hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max và giá của nó, công suất của nó sẽ là 20W nhá. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đó. À xin lỗi, lên cho em là sạc đa năng nhá, sạc đa năng. Đó, sạc đa năng. Lên cho em là sạc đa năng iPhone này. Sạc đa năng iPhone. Không, lên cho em là sạc đa năng là được rồi. Các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, lên đúng tên cho em tí nó tránh bị nhầm lẫn, củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một con củ sạc đa năng như này. Dây của nó thì dài khoảng tầm 1 mét nhá. Đấy, dây của nó đây. Đấy, nó có dây luôn thì các bác cắm ở đây, sau đó thì mình cắm các cái thiết bị vào nó rất là ok nhá. Đấy. Các bác có thể cắm chân USB này, cắm chân Type-C đều ok hết. Nó sẽ có hai chân như này để các bác cắm vào, rất tiện dụng luôn. Giá thì khá là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái củ sạc đa năng như này. Giá của nó sẽ là 80.000 thôi, chỉ có 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này thôi. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy. Thì các bác dùng về các bác cắm cái củ này, mua thêm dây cũng được, về mình sử dụng rất là hợp lý luôn. 80k củ sạc đa năng. Rồi ok.